Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Công công cùng tạ công công chăm chú đứng tại bên người hoàng thượng một mặt phòng bị mà nhìn xem tam hoàng tử. Ngươi vì sao ở đây? Tiêu khất hỏi. Sự tình phát sinh biến hóa, tiêu lệnh hàng lập tức cảm giác mình lúc này tình cảnh cực kỳ không ổn. Chẳng qua hắn cực lực ngăn chặn nội tâm bối rối, mặt ngoài vẫn mười phần trấn định. Hắn nói, phụ hoàng mấy ngày nay tâm tình không tốt, hôm nay hạ tảo triều nhi thần liền nghĩ đến xem phụ hoàng, chỉ là sợ quấy rầy phụ hoàng phê duyệt tấu chương mới kéo tới hiện tại chưa từng nghĩ tiến đến nơi đây liền phát hiện vốn nên canh giữ ở ngoài điện ngự vệ không gặp nhi thần nhất thời hoảng hốt lúc này mới không có gọi người thông bẩm trực tiếp xông vào hắn thi lễ một cái còn mời phụ hoàng thứ tội tiêu khất nhắm lại mắt chợt mở ra tiêu lệnh hằng cho thái tử gài bẫy thái tử cũng không phải một cái ngu quá mức người tùy theo hắn tính toán sớm tại thái tử ba ngày trước vào tù thời điểm liền có người đem một vài hồ sơ đưa đến tiêu khất trước mặt Tiêu khất làm nhiều năm như vậy hoàng đế, mặc dù đối với nhi tử nhóm có nhiều mềm lòng, nhưng cũng không phải không có thủ đoạn. Hắn cố ý đem những tin tức này tiết lộ cho tiêu lệnh hằng. Hắn biết tiêu lệnh hằng tất nhiên sẽ khai thác hành động, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ lại mượn thái tử chi thủ đến giết cha giết quân. Tiêu lệnh hằng vừa tiến trong điện trong nháy mắt đó ngạc nhiên, sớm bị tiêu khất xem ở trong mắt. Hắn đối đứa con trai này, so thái tử càng thêm trái tim băng giá. Tiêu khất liếc nhìn trong điện tình hình một vòng, thấy ngự vệ môn sớm tại ngự vệ thủ lĩnh thủ thế ám chỉ phía dưới đối tiêu lệnh hàng hình thành vây quanh chi thế, hắn trầm giọng hạ lệnh, đem minh vương cho trẫm cầm xuống. Tiêu lệnh hàng mang tới hộ vệ đều nhìn về phía hắn, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Bọn hắn đều tử sĩ, hôm nay đi theo tiêu lệnh hàng tiến cung, liền không nghĩ lấy còn sống ra ngoài. Chỉ cần tiêu lệnh hàng hạ lệnh, bọn hắn lập tức liền cùng người của hoàng thượng liều cho cá chết lưới rách chương 739, lại đi một nước cờ. Tiêu lệnh hằng nhưng không có mảy may giải dụa, ngoan ngoãn bị ngự vệ bắt. Hắn đi vào đại điện thấy tiêu khất còn sống, liền biết đại thế đã mất. Cái kia người đầu tiên xông vào đến ám sát tiêu khất thích khách là hắn chôn ở thái tử bên người một con cờ, cái kia trực tiếp từ phía sau lưng ám sát tiêu khất ngự vệ cũng là hắn người. Hắn coi là hôm nay sự tình phòng ngừa sai sót, không nghĩ tới vẫn là thất bại trong gan tất. Lúc này không phản kháng, lấy phụ hoàng mềm lòng hắn còn có thể sống được nếu là phản kháng hắn liền chết chắc phụ hoàng vì cái gì hắn mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương nhi thần muốn biết vì cái gì nhi thần chỉ là quan tâm phụ hoàng muốn cứu giá cũng không một chút mạo phạm phụ hoàng chi tâm phụ hoàng vì sao muốn như thế đối đãi nhi thần tiêu khất lại vô tâm nói nhiều với hắn chỉ phất phất tay mang đi lại nhìn về phía ngự vệ thủ lĩnh ngươi tự mình đi phái thân tính đem hắn nhìn lao. Nếu là hắn lại chạy trốn, bắt ngươi trên cổ đầu người tới gặp ta. Vâng. Ngự vệ thủ lĩnh lúc này mới dẫn mấy cái ngự vệ, áp lấy tiêu lệnh hằng cùng hắn thủ hạ rời đi. Bọn hắn vừa đi, tiêu khất liền vội vã phân phó một cái ngự vệ, nhanh đi tề vương phủ bên trên, nhìn xem tề vương như thế nào. Tiêu lệnh hằng tự mình ra mặt, chạy đến đại điện đến xem hắn có hay không bị thái tử giết chết, tất nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàng vị là hắn. Như vậy duy nhất còn lại tề vương tất nhiên là hắn muốn trừ bỏ đối tượng. Hiện tại tề vương cực kỳ nguy hiểm. Nhìn xem ngự vệ ra ngoài, tạ công công an ủi, hoàng thượng yên tâm, tề vương điện hạ nơi đó hẳn là có đề phòng, không có nguy hiểm. Tiêu khất lắc đầu, không nói gì. Tiêu lệnh hàng thủ đoạn luôn luôn đánh bất ngờ, khiến người ta khó mà phòng bị ai có thể nghĩ hắn vậy mà lợi dụng thái tử đến ám sát hắn đâu. Nếu không phải hắn lo lắng hoàng vị bị người nhanh chân đến trước, nóng vội chút, tự mình đến nhìn hắn vị hoàng đế này chết chưa, không chừng hôm nay còn bắt không được thóp của hắn. Cho nên tiểu ngũ cho dù có tâm phòng bị, cũng không chừng trong hội tiêu lệnh hàng tính toán. Tuy bình bá phủ, triệu như hy ngay tại nghe hệ thống thời gian thực thông báo. Túc chủ, hoàng thượng đã bị cứu. Thái tử tự vẫn chết, tam hoàng tử đã bị hoàng thượng bắt giữ túc chủ có người tại ngũ hoàng tử uống nước trên ly bôi độc vừa nghe đến nơi này triệu như hy tâm lập tức nhấc lên nàng lên tiếng hỏi thế nào hắn hiện tại thế nào rồi hầu hạ ở một bên thanh phong nghe được nàng nói chuyện không khỏi nghi hoặc nhìn qua triệu như hy cô nương triệu như hy lúc này mới phát hiện mình bất tri bất giác đem lời nói ra tiếng chẳng qua nàng hiện tại không lo được những thứ này nàng khoát khoát tay, lại tại trong đầu truy vấn, hiện tại thế nào rồi? Túc chủ đừng nóng vội, ngươi quên ngươi cho ngũ hoàng tử nếm qua phân biệt vị hoàng rồi. Phân biệt vị hoàng có ích lợi gì, có chút độc hơi dính môi liền sẽ chết. Triệu Như Hy tức giận tới mức tiếp lời nhã hương thơm. Loại thời điểm này hệ thống còn muốn cho nàng thừa nước đục thả câu. Nếu như gia hỏa này có thực thể, nàng không phải đánh cho tê người nó một trận không thể. Bởi vì túc chủ bưu hãn hệ thống luôn luôn rất sợ, nó lập tức nói, đừng nóng vội. Người kia sớm 800 năm liền bại lộ, một mực đang ngủ hoàng tử giám thị dưới, ngủ hoàng tử còn có thể khiến người ta hạ độc thành công sao? Hắn đã sớm để người đem độc cho đổi. Hiện tại loại độc này sẽ để cho người lâm vào hôn mê, mê mang ba ngày liền sẽ tự động thức tỉnh. Cái gì? Muốn mê mang ba ngày? Triệu Như Hi nghe xong lời này lại không yên lòng, ba ngày này nếu là có người muốn đối phó hắn, hắn chẳng phải là nguy hiểm không được ta phải đi bên cạnh hắn ở lại lúc này nàng vô cùng may mắn mình đã cùng tiêu lệnh diễn định thân qua đường sáng tiêu lệnh diễn có chuyện gì nàng có thế danh chính ngôn thuận đi giúp hắn hiện tại ngũ hoàng tử vừa mới hôn mê liền tề vương phủ hạ nhân cũng còn không được đến tin tức túc chủ ngươi bây giờ đi ngươi có thể giải thích tin tức của ngươi từ đâu tới đây sao câu nói này thành công ngăn cản đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài cất bước triệu như hy nàng chán nản đi về tới ngồi trở lại trên ghế nằm nàng biết tiêu lệnh diễn giám đi việc này cờ hiểm tất nhiên sớm đã bố trí tốt bên người cũng có hoàn toàn đáng giá hắn tín nhiệm người nàng đây là quan tâm sẽ bị loạn hệ thống hắn không có việc gì đúng không nàng hỏi hệ thống trầm mặc một hồi không thể không nói cho nàng một cái sự thật tàn khốc vừa rồi ta còn chưa nói xong ngũ hoàng tử ăn hết cái chủng loại kia thuốc tuy nói ba ngày sau liền sẽ tỉnh lại nhưng tỉnh lại sau thân thể của hắn cơ năng còn khôi phục không được tối thiểu phải trải qua một hai năm khôi phục cái gì triệu như hy lại kêu lên sợ hãi thấy thanh phong nhìn nàng nàng vội vàng nói ngươi đi ra ngoài trước thanh phong một mặt lo âu đi ra ngoài đóng cửa lại đó là cái gì thuốc đáng tin cậy sao hắn đừng bị người lắc lư. Triệu Như Hi nói. Đây là ngươi nói cho hắn pháo hôi vận mệnh về sau, hắn lo lắng cho mình trúng độc mà chết, từng thu nạp mấy cái dân gian thần y, loại này dược chính là một cái thần y trong lúc vô tình nghiên cứu ra đến, hắn từng cầm một cái lão ăn mày làm qua thí nghiệm, hiện tại cái kia lão ăn mày khôi phục được không sai. Hiện tại kia thần y cùng tên ăn mày đâu. Triệu Như Hi hiện tại đối tiêu lệnh diễn người bên cạnh không có một cái có tín nhiệm cảm giác, xem ai đều cảm giác là gian tế. Yên tâm, thần y bị ngũ hoàng tử an trí tại không ai biết đến địa phương, người kia si mê với nghiên cứu dược vật, khác cái gì cũng không yêu quản mà lại người kia đã nghiên cứu ra giải dược. Lúc cần thiết, ngũ hoàng tử cũng có thể trực tiếp ăn giải dược tỉnh lại. Tên ăn mày hiện tại ở tại thần y bên người, ăn ngon uống sướng nuôi. Triệu như hy thở dài. Nàng cũng biết tiêu lệnh diễn nếu như không đi việc này cờ hiểm, vô luận là tiêu khất vẫn là triều thần tất nhiên sẽ đem ánh mắt hoài nghi phóng tới trên người hắn làm bất cứ chuyện gì đừng nhìn nguyên nhân cùng quá trình chỉ nhìn kết quả cuối cùng ai là đã được lợi ích người hiện tại thái tử cùng tứ hoàng tử chết rồi tam hoàng tử bị cầm tù nhị hoàng tử tàn phế tất cả trưởng thành hoàng tử bên trong chỉ có ngũ hoàng tử còn rất tốt còn sống cứ việc tất cả chứng cứ đều chỉ hướng tam hoàng tử đây hết thảy đều tam hoàng tử chuẩn bị tứ hoàng tử cùng hoàng thượng là thái tử ám sát nhưng mọi người thấy cuối cùng kiểu gì cũng sẽ đem ánh mắt hoài nghi phóng tới tiêu lệnh diễn trên thân cuối cùng đã được lợi ích người là ngũ hoàng tử chỉ có tiêu lệnh diễn hiện tại xảy ra ngoài ý muốn mọi người mới có thể bỏ đi suy nghĩ thái tử tam hoàng tử một phái người cùng nhị hoàng tử mới sẽ không trả thù với hắn hoàng thượng mới có thể tín nhiệm hắn nước cờ này hắn không đi không được nhưng uống xong loại này không biết tên thuốc nàng luôn cảm giác quá mạo hiểm nàng ấn mở hệ thống bản điều khiển nhìn xem phía trên liệt kê ra đến dược hoàng ghét bỏ đem nó chấm dứt bên trên tiêu lệnh diễn đã từng hỏi nàng có hay không loại này dược nhưng nàng cái hệ thống này nói như thế nào đây trừ ở mọi phương diện đóng gói nữ nhân để nữ nhân càng mỹ lệ hơn lộ ra càng thông minh càng có thế lấy lòng nam nhân bên ngoài cũng không có cái gì dùng nó nơi nào có loại này dược đâu cũng may mắn nàng phát hiện hệ thống một loại khác cách dùng, khai phát ra mật thám cái này nghiệp vụ, nếu không trừ mua chút đại lực hoàng, khôi phục hoàng cái gì, nàng thật đúng là không biết nó còn có thế có làm được cái gì. Hệ thống không biết mình lại bị thường ngày ghét bỏ, nói, túc chủ yên tâm, ta sẽ thời khắc thay ngươi giám thị ngũ hoàng tử người bên cạnh. Chỉ cần có dị động, ta liền nói cho ngươi biết. Chương 740, Thăm Viếng Gần đây thay triệu như hy tìm hiểu tin tức, Tuy nói mỗi một cái tinh thu điểm tích lũy không nhiều, nhưng góp gió thành bão, trong một ngày nó vẫn có thể kiếm được tiền vạn tin tức phí. Nó rất nhanh liền có thể tích lũy đủ lại một lần nữa thăng cấp điểm tích lũy. Cho nên hệ thống đối với tìm hiểu tin tức 10 phần tích cực. Tiêu lệnh hàng kế hoạch chế định cùng áp dụng phải vô cùng tốt, ám sát hoàng thượng cùng cho tiêu lệnh diễn hạ độc là đồng thời tiến hành, thời gian là tại trạng vạn tối, tia sáng dần dần u ám, người một ngày mệt nhọc cần nghỉ ngơi, nhất là thư giãn thời điểm thật không nghĩ đến bởi vì tiêu lệnh diễn nhắc nhở tạ công công bọn hắn có chút phòng bị kế hoạch thất bại hoàng thượng bị ám sát thái tử tự vẫn tam hoàng tử bị tù ngũ hoàng tử trúng độc hôn mê bất tỉnh vô luận cái kia đều là địa chấn cấp lớn tin tức không nói người khác chỉ nói cùng thái tử tam hoàng tử tương quan chờ lấy tin tức của bọn hắn người liền sẽ ngay lập tức đến thám thính sau đó nhận được tin tức bởi vậy những sự tình này phát sinh thời điểm là chạng vạn tối, đến mọi người sắp sửa trước, tin tức đã truyền đến mấy cái hoàng tử ngoại thích trong nhà, cũng không có bởi vì cấm đi lại ban đêm mà đình chỉ ra bên ngoài truyền. Đến ngày thứ hai tảo triều lúc, tất cả mọi người biết. Chúng thần xôn xao, cả triều phải sợ hãi. Đến bên trên triều, hoàng thượng ra tới, đại thái giám tạ công công tuyên đọc đối thái tử xử phạt. Thái tử phong hào bị trước, lấy thế dân thân phận an táng, gia quyến bị giam cầm, nhạc gia tất cả phong hào cùng quyền lợi bị thu hồi, biếm thành thứ dân, cho nên tham dự mưu phản, hãm hại huân quý, quan viên lấy tội luận xử. Phát sinh chuyện lớn như vậy, triều thần cũng không dám đưa sổ gấp kể một ít việc vặt, chỉ có một ít đại thần ra khỏi hàng, liệt số thuộc về thái tử mấy cái đại thần tội ác, thừa thắng xông lên, đánh chó mù đường, đem thuộc về thái tử mấy cái đại thần cho kéo xuống ngựa. Tuy nói thái tử là bị người hạ thuốc, nhưng mưu phản, giết cha chi tâm cũng là có để phòng những người này vì thái tử báo thù giết hại hoàng tử khác những đại thần này khiếu nại hết thảy chuẩn tấu đợi hạ triều liền có đại thần cùng cùng mình giao hảo quan viên xì xào bàn tán hoàng thượng làm sao vẫn là như vậy tử minh vương dù lấy cứu giá danh nghĩa tiến cung nhưng thái tử vì sao nổi điên hắn làm sao như vậy mà đơn giản từ một bên trong ra tới còn chạy vào cung đi ám sát hoàng thượng lấy Minh Vương cùng Thái tử kia không chết không thôi trạng thái, Thái tử mỗi lần bị quan, Minh Vương nên trực tiếp bắt hắn cho chơi chết, làm sao còn để hắn tùy tiện chạy đến. Mặt khác, Tề Vương sớm không trúng độc muộn không trúng độc, hết lần này tới lần khác tại Thái tử bức thoái vị, Minh Vương cứu giá thời điểm trúng độc. Trong này muốn nói không có Minh Vương động tay chân, đánh chết ta đều không tin. Xuyệt, nói cẩn thận. Hoàng thượng nhân từ, thiên hạ này còn không chừng là ai đâu đừng đến lúc đó bởi vì ngôn luận không làm bị mất đầu đám đại thần đều không dám nói chuyện nhưng trong lòng nói thầm ai cũng ngăn cản không được thái tử nhất hệ người người cảm thấy bất an tự nhiên không ai đi hướng hoàng thượng thay thái tử đòi công đạo yêu cầu trừng phạt tam hoàng tử tan triều về sau ngô mang chùa nghỉ nghỉ vẫn là để người đi cho triệu như hy truyền cái tin tức nói cho nàng tề vương trúng độc hôn mê tin tức tin tức truyền đến thời điểm triệu như hy ngay tại lão phu nhân viện bên trong nghe được tin tức này lão phu nhân cùng chu thị giật nảy mình triệu như hy đem lục vân gọi vào nhà bên trong nói ngươi đi cùng người tới nói ta muốn đi thăm viếng một chút tề vương để đại sư huynh hoặc sư phụ phái người đi thay ta hỏi một chút nhìn có thích hợp hay không hiện tại tiêu lệnh diễn hôn mê mới trôi qua một đêm nửa ngày thái y viện khẳng định còn đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp cho hắn trị liệu đợi đến bọn hắn bó tay toàn tập thời điểm, sầm quý phi tất nhiên sẽ nhớ tới nàng tới. Đối với người thực vật, biện pháp tốt nhất chính là kích động. Cùng nó đến lúc đó lại để cho sầm quý phi phái người đến gọi nàng, không bằng nàng chủ động yêu cầu. Đi thăm viếng tiêu lệnh diễn, còn có thể mọi người trước mặt soát điểm hảo cảm giá trị. Đương nhiên, nàng cũng ước lượng nhớ kỹ tiêu lệnh diễn chính là. Đợi lục vân ứng thanh đi, lão phu nhân luôn miệng nói, đúng đúng, nên đi xem một chút. Các ngươi dù sao cũng là vị hôn phu thê, tề vương sinh tử chưa biết, ngươi không thể không có bất kỳ bày tỏ gì. Thẳng đến chạng vạn tối, bên ngoài phủ mới đến người, nói là sầm quý phi phái tới, tiếp triệu như hy tiến cung đi. Tiêu lệnh diễn sau khi trúng độc, sầm quý phi lo lắng có người lại đối tiêu lệnh diễn hạ độc thủ, vừa nghe đến tin tức liền đi xin chỉ thị tiêu khất, đem tiêu lệnh diễn chuyển vào trong cung, từ nàng người ngày đêm trong coi. Triệu như hy đi ra ngoài, cố ý xác nhận một chút, nhận ra đón nàng cung nữ là sầm quý phi bên người thấy qua một cái, lúc này mới lên xe ngựa. Đến hoàng cung đổi cổ kiệu, lại đi hơn 20 phút, cổ kiệu lúc này mới ngừng lại. Triệu Như Hy bị cung nữ mang vào trong nội viện. Đây là tiêu lệnh diễn trong cung trụ sở. Hắn còn không có thành thân, dù ở bên ngoài xây phủ, nhưng trong cung vẫn giữ lại trụ sở của hắn, hắn thỉnh thoảng sẽ còn trở về ở một chút. Triệu Như Hy đi vào phòng bên trong, liền thấy Sầm Quý Phi ngồi tại trước giường, nhìn qua người trên giường ngẫn người. Nghe được cung nữ bẩm báo, nàng lấy lại tinh thần, đứng lên đối Triệu Như Hy lộ ra một cái cứng đờ cười, ngươi đến. Triệu Như Hy đi qua đối nàng thi lễ một cái, liền thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía người trên giường. Chỉ thấy tiêu lệnh diễn sắc mặt tái nhật, chính không có chút nào tức giận nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Nàng nhẹ giọng hỏi, Thái Y nói thế nào? Sầm Quý Phi nói, Thái y cũng chưa từng thấy qua đây là cái gì độc, bó tay toàn tập. Hoàng thượng ra lệnh tại cả nước triệu tập thần y trị liệu tiểu ngũ. Nói, nàng không chịu được rơi lệ. Tiêu lệnh phổ mới bị gọt ngón tay, khó khăn lắm giữ được tính mạng, không có hai ngày, tiêu lệnh diễn lại trúng độc. Đây đối với một cái mẫu thân đến nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Lại càng không cần phải nói nếu như tiêu lệnh diễn trị không hết, hoàng tử khác lên đài, sầm gia phải đối mặt như thế nào tai nạn. Lúc này mới mấy ngày, sầm quý phi liền gầy đi một mảng lớn, trước kia sống an nhàn sung sướng bảo dưỡng ra tới tuổi trẻ dung mạo cũng hiện ra vẻ già nua. Tiểu ngủ, biết hơi tới thăm ngươi, ngươi mau tỉnh lại đi. Sầm quý phi ép xuống thân đi, đối tiêu lệnh diễn bên tai khẽ gọi. Nàng đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Biết nhi tử thích triệu biết hơi, nàng hy vọng nhi tử nghe được triệu như hy đến, sẽ có chút phản ứng. Cũng mặc kệ nàng làm sao nói, Tiêu Lệnh Diễn cũng không có động tĩnh. Ngươi nói với hắn nói chuyện đi. Sầm Quý phi đứng dậy, ngươi nói với hắn chút thể mình lời nói, không chừng một đâm kích, hắn liền tỉnh lại nữa nha. Nói nàng đi ra ngoài. Triệu Như Hi biết nơi này không chỉ có Tiêu Lệnh Diễn người, còn có Sầm Quý phi người. Mình mỗi tiếng nói cử động, một hồi đều muốn bị bẩm báo cho Sầm Quý phi. Nàng không thể không diễn kịch ngồi ở mép giường khẽ gọi nói điện hạ ta đến mấy ngày nữa chính là chúng ta thành thân thời gian ngươi bây giờ dạng này chúng ta việc hôn nhân làm sao bây giờ đâu ngài nhanh lên tỉnh dậy đi ngài còn nhớ rõ ngài là như thế nào nói với ta sao ngài nói ngài cũng thích chơi đùa những cơ quan kia nếu như chúng ta thành thân liền có thể cùng nhau nghiên cứu những vật này ngài như bây giờ để ta một người làm sao bây giờ đâu May mắn nàng kiếp trước tại lúc rảnh rỗi cũng thích xem tiểu thuyết, lúc này vắt hết ốc lập một chút phù hợp nàng cùng tiêu lệnh diễn nhân thiết, cũng là có thể nói tới xuống dưới. Chương 741, thăm dò. Cũng mặc kệ nàng nói thế nào, tiêu lệnh diễn vẫn nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Tề vương phủ người trước kia gửi hy vọng ở triệu như hy, hy vọng nàng có thế tỉnh lại điện hạ. Lúc này hy vọng phá diệt, tâm tình của mọi người đều mười phần quể oải ngồi ở bên ngoài sầm quý phi nghe được bẩm báo, khí lực cả người giống như là bị rút khô, thở dài, có lẽ, đây chính là mệnh. Lúc trước sầm gia không để ý ý nguyện của nàng, đem nàng đưa vào cung đến, nghĩ hết biện pháp để nàng sinh hai đứa con trai, hy vọng có thể nâng đỡ một cái chứa sầm gia huyết mạch hài tử leo lên hoàng vị, bảo đảm sầm gia trăm năm hưng thịnh. Hiện tại cái này hai mươi mấy năm công phu đều uổng phí. Sầm quý phi phẫn quốc sau khi, tự dưng lại có một loại trả thù tính khoái cảm. Ngồi trong chốc lát, nàng đứng dậy đi vào, liền gặp sớm đã từ nghèo triệu như hy ngồi tại trước giường, nhìn qua tiêu lệnh diễn tấm kia mặt tái nhợt ngẩn người. Ngươi ra đi, chúng ta hai mẹ con trò chuyện. Sầm quý phi nói. Triệu như hy bỏ bỏ không luyến nhìn tiêu lệnh diễn liếc mắt, đi theo sầm quý phi đi ra ngoài. Tiểu ngủ cái này bệnh, không biết còn có thể hay không chữa khỏi. Sầm quý phi đưa mắt lên nhìn, nhìn về phía triệu như hy, nếu như hắn không thể trị tốt, cứ như vậy nằm, cùng cái người chết sống lại giống như. Ngươi nên làm cái gì? Nếu như các ngươi hôn kỳ còn xa, ta liền không hỏi ngươi. Đến lúc đó tiểu ngũ biến thành cái dạng gì liền rõ ràng. Có kết quả, ngươi cũng có thể làm ra lựa chọn. Nhưng các ngươi hôn kỳ đang ở trước mắt, ngươi phải sớm làm quyết định, tiếp tục thành thân, vẫn là nhìn nhìn lại tình huống. Sầm quý phi vỗ vỗ triệu như hy tay, thở dài một tiếng, ta là nữ nhân, ta biết rõ nữ nhân khổ. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta cùng hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ ngươi. Chúng ta không thể bởi vì tiểu ngũ chậm trễ cuộc đời của ngươi. Ngươi trở về cùng ngươi tổ mẫu, mẫu thân thương lượng một chút, suy nghĩ một chút đi. Nghĩ rõ ràng, cho ta trả lời chắc chắn. Triệu Như Hy lắc đầu, không cần suy xét, hôn kỳ đúng hạn cử hành. Biết hơi, không thể hành động theo cảm tính. Đây là cả một đời đại sự, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ lại trả lời." Sầm Quý Phi nói. Triệu Như Hi nhìn qua con mắt của nàng, lại một lần nữa chân thành nói, không cần suy xét. Tề Vương điện hạ là ta muốn gả người, mặc kệ hắn tình huống như thế nào, tâm ý của ta cũng sẽ không thay đổi. Coi như không có hệ thống nhắc nhở, Tiêu Lệnh Diễn không biết có thể hay không tỉnh lại, Triệu Như Hi đều là sẽ không thay đổi tâm ý. Nàng cùng Tiêu Lệnh Diễn tình nghĩa không phải vô cùng đơn giản chỉ gặp qua vài lần tình yêu nam nữ. Bọn hắn dây dưa hai đời, đời trước tiêu lệnh diễn cũng là vì cứu nàng mất mạng mới xuyên qua đến nơi đây. Hai đời tình nghĩa, nàng dùng một đời đến trả cũng còn thua thiệt tiêu lệnh diễn, như thế nào lại thay đổi chủ ý đâu. Sầm quý phi sở dĩ hỏi triệu như hy, chẳng qua nhất thời hưng khởi, nghĩ thăm dò nàng. Lúc trước tiểu nhi tử nói thích triệu biết hơi, nói cùng với nàng thành thân về sau, sẽ thật tốt cùng với nàng sinh hoạt sẽ không nạp thiếp cho nên sầm quý phi muốn biết tiểu nhi tử lần này tâm ý có đáng giá hay không phải hiện tại triệu như hy cái này không chút do dự kiên định trả lời để nàng hết sức hài lòng nàng hỏi ngươi thật muốn tốt rồi ừm triệu như hy dùng sức gật đầu ngươi không hối hận tuyệt không hối hận sầm quý phi lộ ra nhiều ngày trôi qua như vậy xuất phát từ nội tâm nụ cười hảo hài tử Vậy ta liền nói cho lễ bộ, để bọn hắn tiếp tục chuẩn bị hôn lễ. Mặc kệ tiểu ngũ đến lúc đó tỉnh không có tỉnh, ta đều sẽ để các ngươi đúng hạn cử hành hôn lễ. Tạ ơn nương nương. Triệu Như Hi cảm kích cười nói. Tốt, không còn sớm sủa. Ngươi trở về đi. Đến ngày mai lại đến nhìn hắn. Sầm quý phi nói. Thấy Triệu Như Hi quay đầu lại hướng phòng bên trong nhìn, hình như có không bỏ, nàng lại nói: các ngươi dù sao còn chưa thành thân, nơi đây lại là hoàng cung, ngươi tại cái này qua đêm không thích hợp. Vâng, ta minh bạch. Triệu Như Hi hướng Sầm Quý Phi thi lễ một cái, biết hơi cáo lui. Sầm Quý Phi người lại đem Triệu Như Hi đưa về Tuy Bình Bá Phủ. Thế nào thế nào? Tề Vương thế nào rồi? Lão Phu Nhân cùng Chu Thị còn chưa ngủ, còn tại chờ lấy Triệu Như Hi. Còn hôn mê, Thái Y không có cách nào. Triệu Như Hi nói. Ai? Vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Lão phu nhân cảm khái, nàng nhìn một chút triệu như hy sắc mặt, thử dò xét nói, Tề vương hiện nay dạng này, hôn sự của các ngươi, quý phi nương nương có hay không nói làm sao bây giờ? Triệu Như Hy tiến cung khoảng thời gian này, nàng cùng Chu Thị một mực đang thảo luận chuyện này, chủ yếu là hôn kỳ quá gần. Nếu là đúng hạn thành thân, đến lúc đó Tề vương vừa chết, Triệu Như Hy chẳng phải là muốn thủ cả một đời sống quả? nếu là gã tiếng người bình thường triệu như hy còn có thể tái giá nhưng gã tiếng hoàng gia triệu như hy nghĩ tái giá là không thể nào quý phi nương nương cũng hỏi ta vấn đề này triệu như hy đem nàng cùng sầm quý phi đối thoại nói nghe được triệu như hy nói mặc kệ tình huống như thế nào đều sẽ cùng tề vương đúng hạng cử hành hôn lễ lão phu nhân cùng chu thị đã sốt ruột lại đau lòng nhưng các nàng nói không nên lời phản đối hoàng gia hôn nhân há lại ngươi muốn đổi ý liền có thể đổi ý sầm quý phi lộ ra rất thông tình đạt lý chỉ khi nào triệu như hy nói muốn tưởng tượng cuối cùng trả lời nói muốn hối hôn nàng khẳng định lập tức trở mặt một khi tề vương không cứu về được nàng trong âm thầm muốn triệu như hy mệnh đi cho nàng nhi tử chôn cùng cũng có thể làm sao có thể thả triệu như hy hối hôn nàng nói những lời kia chẳng qua là mượn chuyện này tới thăm dò triệu như hy thôi hoàng gia nữ nhân nhất là bò lên trên cao vị nữ nhân há lại bồ tát tâm địa một lòng chỉ vì người khác suy nghĩ đây này không có chuyện gì tề vương nhất định sẽ tỉnh lại triệu như hy an ủi các nàng nói chu thị hận hận nói hoàng thượng làm sao không xử trí minh vương đâu chuyện này khẳng định đều là minh vương làm triệu như hy không ở nhà nàng cùng lão phu nhân đều tán gẫu qua chuyện này Hoàng thượng gặp chuyện cùng tiêu lệnh diễn trúng độc thời gian cơ hồ là cùng một thời điểm, phía sau màn hắc thủ không phải thái tử liền tam hoàng tử. Mà thái tử đã chết, hơn nữa còn là thiêu thân lao đầu vào lửa một loại kiểu chết. Lại nhìn tam hoàng tử, hoàn toàn là chuẩn bị kiếm tiện nghi hoàng tước, hai người nhất trí cho rằng là tam hoàng tử đối ngũ hoàng tử hạ độc. Bởi vậy hiện tại nhìn hoàng thượng chỉ là đem tam hoàng tử cầm tù, đã không phế trước hắn phong hào cũng không nói có cái gì xử phạt, lão phu nhân cùng chu thị đối hoàng thượng cách làm rất có ý kiến. Đây không phải chúng ta có thế xen vào. Ngài hai vị không muốn nghị luận cái này sự tình. Triệu Như Hy vội nói. Nàng phỏng đoán, hoàng thượng không phải không xử trí tiêu lệnh hằng. Mặc kệ hắn đối với nhi tử lại nhân từ, tiêu lệnh hằng không riêng tàn sát tay chân, còn dự định giết cha giết quân, dạng này xoa thiêu nhi tử còn lưu tới làm gì. Tiêu khất hiện tại không tuyên bố xử phạt, đoán chừng là tính toán đợi tiêu lệnh hàng nhảy ra gây sự, tiện đem thế lực của hắn một mẻ hốt gọn đi. Sau đó hai ngày, Triệu Như Hy mỗi ngày đều sẽ đi thăm viếng tiêu lệnh diễn. Hoàng cung đã ở bốn phía dán ra bố cáo, chiêu mộ Lan Trung thay tề vương chữa bệnh. Tuy có rất nhiều Lan Trung chấp nhận, nhưng Thái Y Viện đều phải đối bọn hắn từng cái phân biệt, còn phải làm thí nghiệm, miễn cho không riêng không có đem tề vương chữa khỏi, ngược lại trị xấu. Còn không chờ bọn hắn đem Lan Trung sàng chọn một lần, Tiêu lệnh diễn liền tỉnh. Chương 742 Cả ai cho tề vương làm trắc phi? Hai ngày này Triệu Như Hy đến nơi này tối thiểu sẽ ngây ngốc hơn nửa ngày mới có thể đi, có đôi khi sớm tới tìm, thẳng đến trời tối mới rời khỏi. Sầm quý phi không có khả năng bởi vì nhi tử sinh bệnh mà đem quản lý hoàng cung quyền lợi từ bỏ rơi, nàng mỗi ngày có thật nhiều trong cung sự vụ phải bận rộn, còn thỉnh thoảng muốn đi an vương phủ nhìn một chút đồng dạng tại dưỡng thương tiêu lệnh phổ thực sự không có thời gian trong coi tiêu lệnh diễn. Triệu Như Hy lại tới đây trong coi tiêu lệnh diễn, nàng liền có thể đưa ra thời gian cùng tinh lực đi làm mình sự tình. Lúc này nàng cũng vô cùng may mắn tiêu lệnh diễn nhìn trúng nữ tử là Triệu Như Hy. Triệu Như Hy gặp chuyện lúc đầu não tỉnh táo, lo diệt rõ ràng, năng lực làm việc mạnh, tính cảnh giác còn cao, đối hạ nhân cũng không thấy chút nào mềm yếu, cũng không bởi vì đối mặt chính là trong cung cung nữ cùng thái giám cũng không dám sai sử người đem tiêu lệnh diễn giao cho nàng, sầm quý phi hết sức yên tâm. Tiêu lệnh diễn tỉnh dậy lúc, đúng lúc là triệu như hy trong coi hắn thời điểm. Nàng ngay lập tức liền phát hiện tiêu lệnh diễn mí mắt cùng ngón tay tại rất nhỏ rung động. Nhìn thấy tiêu lệnh diễn đúng hạng thức tỉnh, triệu như hy kích động xấu, liên thanh kêu lên, thái y, văn thái y, tề vương hắn tỉnh. Ngay tại cho tiêu lệnh diễn rút văn thái y vội vàng quay tới nhìn tiêu lệnh diễn mặt, thấy tiêu lệnh diễn da mặt chậm rãi mở ra, hắn kích động đến kém chút lệ nóng doanh trồng hữu hiệu hữu hiệu cái này giữ lại tính mạng còn có thế thăng quan phát tài thật sự là quá tốt thấy tiêu lệnh diễn mở mắt ra lại không phản ứng gì triệu như hy tranh thủ thời gian tiến đến trước mặt hắn hỏi điện hạ ngài thế nào tiêu lệnh diễn vừa mới bắt đầu dường như rất mờ mịt về sau nhìn xem triệu như hy con ngươi lúc này mới có tập trung hắn chậm rãi trừng mắt nhìn ngài Triệu Như Hi một chút cầm hắn tay, hỏi, ngài tay có cảm giác sao? Có thể nói hay không? Cảm giác được mình tay bị nắm chặt, Tiêu Lệnh Diễn nghĩ về nắm một chút, nhưng lực đạo cực nhẹ cực nhẹ, nhẹ đến Triệu Như Hi nếu là không có ăn nhanh nhẹn hoàng, đều không cảm giác được tình trạng. Triệu Như Hi bắt đầu lo lắng. Kỳ thật nếu như Tiêu Lệnh Diễn đến cùng với nàng thương lượng, nàng nhất định sẽ phản đối hắn làm như vậy. Phải biết các thái y hai ngày này cũng không có nghỉ ngơi không biết mở bao nhiêu thuốc hướng tiêu lệnh diễn miệng bên trong rót lại cầm thật dài châm hướng tiêu lệnh diễn trên thân đâm nhìn xem tình cảnh này triệu như hy tâm vẫn treo lấy không bỏ xuống được tới là thuốc ba phần độc tiêu lệnh diễn lúc đầu thật tốt một cái thân thể khỏe mạnh ba ngày còn tốt nếu là không thể hoàn toàn khôi phục bị thái y dạng này trị bên trên một hai năm thân thể của hắn không biết lại biến thành cái dạng gì hiện tại đại tấn còn có rất nhiều cái gọi là dân gian, thần y, chính cầm phương thuốc cùng các loại cổ quái kỳ lạ trị liệu thủ đoạn đang chờ hướng tiêu lệnh diễn trên thân chào hỏi đâu ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ cùng tiêu lệnh diễn thân thể khỏe mạnh so sánh nàng tình nguyện không muốn cái này hoàng vị tiểu ngũ tỉnh rồi sầm quý phi đạt được bẩm báo hùng hùng hổ hổ xông vào nhìn xem tiêu lệnh diễn mở to mắt nàng vui đến phát khóc tiểu ngũ ngươi còn tốt chứ cảm giác thế nào nàng chờ đợi mà hỏi thăm tiêu lệnh diễn trừng mắt nhìn sầm quý phi lúc này mới phát hiện không thích hợp hỏi triệu như hy hắn làm sao không nói lời nào triệu như hy cầm tiêu lệnh diễn tay nói cho sầm quý phi một cái sự thật tàn khốc điện hạ giống như nói không ra lời liên thủ đều không động đậy sầm quý phi ngẩn ngơ bỗng dưng quay đầu nhìn về phía thái y văn thái y nhi tử ta hắn nương nương đừng nóng vội khôi phục cần chút thời gian qua một hồi tề vương liền sẽ chậm rãi tốt văn quá y đạo văn thái y châm cứu là thái y viện bên trong nổi danh nhất khoảng thời gian này đều là hắn tại cho tiêu lệnh diễn làm châm cứu tiêu lệnh diễn tỉnh lại vừa vặn đụng phải hắn vừa mới thi châm hoàn tất hắn liền cho rằng là châm cứu của mình trị liệu lên hiệu quả hiện tại tề vương tỉnh dù miệng không thể nói thân thể cũng động đậy không được nhưng Văn Thái Y cũng không hoảng hốt. Ai bị bệnh không phải chậm rãi khôi phục vậy. Chỉ cần người thức tỉnh liền dễ làm, thân thể cơ năng chỉ cần đợi một thời gian, luôn có thể khôi phục bình thường. Nghe Văn Thái Y một phen giải thích, Sầm Quý Phi cũng biết đạo lý này, liền không có lo lắng nhiều, nhìn xem triệu như hy gọi người ấm dê sữa, để người viện tiêu lệnh diễn nửa nằm, nàng cầm thì từng muỗng từng muỗng chậm rãi cho ăn tiêu lệnh diễn uống, tiêu lệnh diễn nuốt mặc dù gian nan, nhưng cũng có thể ăn đến đi vào nàng lúc này mới yên lòng lại nàng không có ở bao lâu quay người ra ngoài để người đi cho ngoài cung sầm gia truyền tin tức bởi vì tiêu lệnh phổ cũng không còn có thể kế thừa đại thống sầm gia đem tất cả hy vọng đều đặt ở tiêu lệnh diễn trên thân tiêu lệnh diễn hôn mê ngày ấy buổi sáng sầm gia gia chủ còn gọi tiêu lệnh diễn đi muốn đem sầm gia tất cả tài nguyên đều từ tiêu lệnh phổ trên tay giao lại cho hắn chỉ là giao tiếp kế hoạch còn không có áp dụng tiêu lệnh diễn liền lâm vào hôn mê mấy ngày nay sầm gia sau bất luận kẻ nào đều gấp tiêu lệnh diễn thân thể khắp nơi vơ vét thần y đến trị liệu tiêu lệnh diễn bởi vậy nghe được trong cung tin tức truyền đến sầm gia người đều hết sức cao hứng bồ tát phù hộ tề vương tỉnh thật sự là quá tốt đã tề vương tỉnh tiếp qua hơn một tháng chính là hắn thành thân thời gian chúng ta mấy ngày trước đây thảo luận sự tình phải định ra tới đi có người hỏi sầm gia gia chủ sầm hàng xương. Sầm hàng xương gật gật đầu, thành, ngươi gọi mọi người tới đi. Đợi sầm gia các phòng gia chủ đến đông đủ lúc, liền có người dẫn đầu phát biểu, mọi người nghĩ đến cũng nhìn thấy, thập nhị nương nhất là hiền lành. Nghe được tề vương hôn mê tin tức, nàng lập tức đi trong chùa miếu vì tề vương cầu phúc, ăn chay niệm Phật, chép Phật kinh chép đắc thủ đều kém chút gãy mất. Như thế có lòng thành hài tử nên nhập tề vương phủ phúc chị em mới là thích hợp nhất. Các ngươi cũng biết triệu biết hơi tại Nam Dương lúc thủ đoạn cường ngạnh, tri châu cùng hai cái đồng tri trên tay nàng có thể ăn không ít thua thiệt. Lại thêm tề vương đối nàng coi trọng, chỉ có phúc chị em dạng này tính tình nhu thuận cô nương gã tiếng tề vương phủ, mới có thể cùng bọn hắn ở chung hòa thuận. Mềm mại có làm được cái gì? Không có điểm thủ đoạn, đến lúc đó có thể đấu qua được triệu biết hơi sao? Kết quả là không chừng liền con thứ đều sinh không ra, cái gì đều bị triệu biết hơi nắm đến xếp sao. Sầm gia gia chủ sầm hàng xương bị mọi người làm cho đau đầu, chẳng qua lại mặt đen thui ngồi ở chủ vị bên trên không lên tiếng. Bọn hắn dòng chính một mực nhân khẩu không vượng, mà lại sinh nhi tử nhiều, nữ nhi thiếu. Sầm hàng xương con vợ cả tôn nữ chỉ có ba cái. Lớn nhất chính là sầm bội tuyền, tiêu lệnh phổ một mực chờ nàng nhiều năm mới kết hôn. Lớn thứ hai năm nay mới 12 tuổi coi như đem nàng gả tiến tề vương phủ, đợi nàng có thế viên phòng sinh con, chỉ sợ triệu biết hơi nhi tử đều có thể vỡ lòng. Con thứ ngược lại là có bốn cái, nhưng lớn nhất đã xuất giá, vừa độ tuổi cái kia vô luận là dung mạo vẫn là tài tình, thủ đoạn, cùng triệu biết hơi cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Cho dù để gả tiến tề vương phủ, nàng không còn biện pháp nào cùng triệu biết hơi tranh thủ tình cảm. Cho nên chỉ có thể từ bàn chi bên trong chọn lựa những cái này bàn chi cũng là không phải rất xa, chính là sầm hàng xương thân sinh huynh đệ. Chỉ là bọn hắn nữ nhi, tôn nữ gả cho tề vương, một khi tề vương đăng cơ, sầm quý phi qua đời, sầm hàng xương cái này một chi liền phải trở thành bàn chi, ai bảo nữ nhi của hắn hoặc tôn nữ không thể trở thành cung trong phi tử đâu. Cho nên nghe được những người này nói nhau nhau, tranh đến túi bụi, sầm hàng xương cũng không ngăn cản, chỉ là tâm phiền cực kỳ. Chương 743, Minh Vương khởi binh mọi người ngay tại nói nhau nhau, có người tiến đến, tiến đến sầm hàng xương bên tai nói, an vương phi phái người đến. nghe xong cháu gái của mình phái người đến, sầm hàng xương lập tức đứng dậy chuẩn bị đi tiếp đãi. vị kia công công nói muốn vào đến cùng mọi người nói, người kia lại nói, sầm hàng xương không hiểu nhíu nhíu mày, chẳng qua vẫn là để người mang vị kia nội thì tiến đến, chính hắn đối ngay tại cải lộn cả đám nói, an vương phi phái người đến, có lời muốn nói. Nếu là dĩ vãng, chỉ cần nói An Vương Phi như thế nào, mọi người tất nhiên sẽ một mực cung kính chờ lấy, dốc hết sức đập sầm bội tuyền bên người hạ nhân mông ngựa. Lúc này mọi người cũng không muốn để ý tới sầm bội tuyền. Chẳng qua rốt cuộc muốn chọn nhà ai nữ nhi, tôn nữ, gả cho tề vương làm trắc phi, còn cần sầm hàng xương kia mấu chốt một phiếu, mọi người chỉ có thể an tĩnh lại, chờ lấy an vương phi bên người hạ nhân đến. Một cái thái giám đi vào trong phòng, cầm giá đỡ liếc nhìn phòng bên trong một vòng, mở miệng nói, nhà ta vương phi nói, các vị các thúc bá khả năng ngay tại vì chọn nhà nào nữ nhi cho Tề Vương làm các phi mà buồn rầu a. À. Nàng nói, muốn cho Tề Vương chọn trắc phi, không phải sầm thập nhị nương không thể. Dựa vào cái gì nha? Phúc chị em nhà trưởng bối nghe xong lời này không làm, nhảy cẩn lên nói, dựa vào cái gì liền chọn thập nhị nương. Trước kia cũng không gặp An Vương phi cùng thập nhị nương tốt bao nhiêu giao tình a. À. Mọi người nghe xong lời này cũng không hiểu nhìn về phía vị kia nội thị, nương nương có nói là nguyên nhân gì sao? Phải biết sầm bội Tuyền từ 10 tuổi lên liền cùng Tiêu Lệnh Phổ đính hôn, lại là sầm quý phi cháu gái ruột, làm người nhất là ngạo khí, làm việc cũng có chút ương ngạnh. Niên Kỷ so với nàng lớn hoặc tiểu nhân cũng không dám trêu chọc nàng. Chỉ có thập nhị nương, có lẽ cũng là đích nữ bị phụ mẫu ca ca sủng ái nguyên nhân, tuyệt không sợ sầm bội Tuyền, tính tình mạnh hơn còn rất có thủ đoạn. Người tới ta đi cùng sầm bội tuyền so chiêu cũng không rơi hạ phong Hai người toàn bộ cùng cựu nhân cũng kém không nhiều Đều không thể gặp đối phương tốt Hiện tại sầm bội tuyền mình hoàng hậu mộng phá diệt Lại đến cho thập nhị nương chỗ dựa Là mọi người làm sao cũng không nghĩ đến Nương nương nói Nàng cùng triệu biết hơi đã từng quen biết Biết triệu biết hơi là cái vô cùng lợi hại Nếu là phái cái mềm yếu cô nương đi Cũng chỉ có thể bị bắt nạt phần nương nương nàng cũng là sầm gia cô nương nếu là ngày mấy vị gã cái sầm gia cô nương đi làm trắc phi lẫn vào liền đứng địa phương đều không có nàng nhưng gánh không nổi cái kia mặt lời này hoàn toàn như trước đây ngạo khí nếu là bình thường nghe được lời nói này phòng bên trong khẳng định có rất nhiều người không vui vẻ nhưng lúc này không riêng phần lớn người chính là liền phúc chị em người nhà đều không có ý kiến sầm bội tuyền nói thực sự có đạo lý sầm gia muốn gả cô nương cho tề vương không phải liền là nghĩ tăng cường tề vương cùng sầm gia liên hệ lại để cho sầm gia cô nương sinh nhi tử trở thành tề vương con trai thứ nhất về sau kế thừa đại thống lại để cho sầm gia phong quan kéo dài tiếp sau cả cái vô dụng cô nương đi căn bản đều không đạt được mục đích này giờ khắc này tất cả mọi người thống nhất chiến tuyến phúc chị em người nhà cái thứ nhất tỏ thái độ thành liền để thập nhị nương đi thôi nếu là hắn lại kiên trì thật đem phúc chị em gả đi kết quả phúc chị em lập không được, hoàng thượng lại không cho phép tề vương lại nạp một cái sầm gia nữ hài nhi, vậy bọn hắn cái này một chi chẳng phải thành sầm gia tội nhân. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là tự hiểu rõ. Xác định rõ ứng cử viên, sầm gia liền phái người đi đem cái này quyết định cùng sầm quý phi nói. Nương nương, gia chủ nói nương nương tốt nhất để hoàng thượng cùng tề vương đồng ý để thập nhị cô nương cùng triệu cô nương cùng một ngày vào cửa. Sầm gia ma ma nói sầm quý phi còn không biết sầm gia tại mình không biết rõ tình hình thời điểm liền đem tiểu nhi tử thiếp thị người chọn cùng thành thân này quyết định ngực nàng nâng lên hạ xuống sắc mặt rất khó coi sầm gia ma ma gặp nàng sinh khí cũng có chút không vui lòng trên mặt nàng chất đống giả cười muốn âm không dương mà nói gia chủ nói nương nương cũng đừng quên về sau ngài cùng tề vương điện hạ còn cần sầm gia duy trì đâu nếu là tề vương điện hạ hậu trạch không có sầm gia cô nương Sầm gia làm sao yên tâm phụ tá điện hạ Đây là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt Chẳng qua là cái thiếp Cũng không phải để ngài quấy nhiễu tề vương Cùng triệu cô nương việc hôn nhân Khắc cưới sầm gia cô nương làm chính phi Ngài có cái gì không vui lòng Ta là khí các ngươi đem sự tình định Mới nói cho ta Các ngươi có đem ta để vào mắt Coi ta là quý phi Là an vương cùng tề vương mẹ ruột sao Sầm quý phi tự nhiên không dám đem nội Tâm chân thực ý nghĩ nói ra đành phải lấy cớ phát tác. Sầm gia ma ma là sầm quý phi mẫu thân thị tỳ, bình thường tại sầm quý phi trước mặt cũng là có chút lên mặt. Lúc này nghe được sầm quý phi, nàng biết sầm gia ở phương diện này đối lý, không còn dám nói thêm cái gì, cười bồi nói, đây không phải gia chủ là nương nương ngài cha ruột, là tề vương điện hạ thân ngoại tổ mới như vậy sao? Đổi người ngoài, gia chủ cũng là không vui lòng quản. Sầm quý phi vô lực khoát khoát tay. Sầm gia cùng nhà mình cha mẹ là đức hạnh gì, nàng sớm tại được đưa vào cung lúc liền biết. Nàng nói, được rồi, cái này sự tình ta biết, ta sẽ cùng hoàng thượng cùng tiểu ngũ thương lượng. Chẳng qua tiểu ngũ hiện tại dù tỉnh lại, lại không biện pháp nói chuyện, thân thể không thể động đậy, còn không biết đằng sau khôi phục được như thế nào đây. Việc hôn nhân sự tình ta hiện tại không thể nói với hắn, cần hắn tốt lại từ từ thảo luận. Kia là đương nhiên. Điện hạ thân thể quan trọng, sầm quý phi phái người đưa sầm da ma ma xuất cung mình đi tiêu lệnh diễn nơi đó hỏi thái y hắn tình huống mấy vị thái y trên mặt biểu lộ không phải bình thường nghiêm túc hai ngày này điện hạ tuyệt không có tiếng một bước khởi sắc chúng ta thử lại lần nữa nhìn tiêu lệnh diễn tỉnh lại bọn hắn tưởng rằng tìm được trị liệu loại này bệnh đối chứng thuốc hay vui mừng không xiết đối với đem tiêu lệnh diễn triệt để chữa khỏi cũng rất có lòng tin thật không nghĩ đến bọn hắn tiếp tục dùng thuốc cùng châm cứu Tề vương bệnh vậy mà liền cứng tại nơi đó, cũng không có như bọn hắn chỗ mong đợi như thế tiến một bước chuyển biến tốt đẹp. Cho hy vọng lại thất vọng, cái này gọi người thực sự khó mà tiếp nhận. Vì cái này sự tình, hoàng thượng đều nổi giận. Bọn hắn hai ngày này ngoài miệng đều lên vết bỏng rột. Sầm quý phi nhìn thoáng qua ngay tại tỉ mỹ chăm sóc tiểu nhi tử triệu như hy, cảm thấy thở dài một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, liền gặp nàng trong cung tiểu thái dám chạy vào, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng nói, không tốt, bên ngoài có phản quân khởi binh tạo phản. Sầm quý phi một cái lão đảo, kém chút ngã sấp xuống. Chuyện gì xảy ra? Nàng khẩn cấp hỏi. Tiểu thái dám lắc đầu, nô tài cũng không biết, chính là nghe người bên ngoài nói có phản quân không biết từ nơi nào xuất hiện, vây quanh ở bên ngoài cửa cung. Lại có người ồn ào nói rõ vương từ ngục bên trong trốn tới, chuẩn bị cùng phản quân đến cái nội ứng ngoại hợp đám người từng cái sắc mặt trắng bệch. Cửa đại điện là rộng mở, tiểu thái giám thanh âm lại lớn, triệu như hy ở bên trong cũng nghe thấy. Nàng cùng tiêu lệnh diễn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hiểu rõ. Cho nên gừng càng già càng cay. Hoàng thượng vì sao chỉ phế trước thái tử phong hào, trừng phạt thái tử nhất hệ lại bỏ qua minh vương. Không phải lão nhân gia ông ta còn như vậy nhân từ nương tay, mà là hắn biết tiêu lệnh hàng ngày ấy dám vào cung tới bắt thắng lợi thành quả, là bởi vì trong tay nắm giữ bộ phận binh quyền. Chương 744, Thăm dò Trong hoàng cung ngự trong vệ đội hắn đều có chôn quân cờ, như thế nào lại không ở ngoài thành cấm vệ quân bên trong chôn quân cờ nắm giữ binh quyền. Cùng nó chỉ đem minh vương cầm tù mất đầu, khiến cái này theo hắn người trốn qua một kiếp, ung dung ngoài vòng pháp luật, không chừng lúc nào liền trở thành tai họa, còn không bằng phá rồi lại lập, triệt để đem những này u ác tính đều tìm ra tới thanh trừ triệu như hy sớm tại hệ thống thông báo ở bên trong lấy được tin tức vô luận là minh vương vượt ngục vẫn là cùng hắn ứng hòa đại thần dưới trướng hắn cấm vệ quân tiểu đầu lĩnh xuất mang theo mấy trăm hào binh sĩ vào thành đến bức thoái vị đều tại hoàng thượng cố ý phóng túng cùng giám thị phía dưới kinh thành căn bản ra không là cái gì nhiễu loạn cho nên nàng một chút cũng không hoảng hốt tay liền run đều không run tiếp tục cho tiêu lệnh diễn mớm thuốc nàng mỗi ngày trông coi tiêu lệnh diễn cũng là giám sát thái y không để bọn hắn lung tung dùng thuốc nàng dù không hiểu y dược nhưng thái y mỗi dùng một loại nàng đều muốn dò nghe có rất lớn tác dụng phụ hoặc không biết hậu quả như thế nào đơn thuốc nàng đều toàn diện cự tuyệt nàng cũng đem loại tình huống này cùng sầm quý phi bẩm báo qua nói không thể qua gấp miễn cho bệnh không chữa khỏi thân thể ngược lại đổ sầm quý phi hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng chính là tiêu lệnh diễn tuy nói hoàng thượng cái khác trưởng thành hoàng tử chết thì chết hạ ngục hạ ngục nhưng không phải còn có tuổi nhỏ lục hoàng tử A. Mắt thấy hoàng thượng nguyện ý sủng hạnh cái khác phi tử, rất nhanh liền sẽ có phi tử mang thai, hoàng thượng là không thiếu nhi tử kế thừa đại thống. Mà nàng có hai đứa con trai, hai đứa con trai còn sống được thật tốt, lại không có gì khuyết điểm, kết quả là ngược lại để tuổi nhỏ hoàng tử kế vị, nàng đoán chừng phải nghẹn mà chết. Cho nên nàng cũng đồng ý triệu như hy, còn bẩm báo hoàng thượng, lấy được hắn duy trì. Bởi vì cái này, các thái y cũng đem vội vàng sao động tâm tính thả chính, dùng thuốc so trước kia cẩn thận rất nhiều, lại không chỉ vì cái trước mắt. Nhìn xem hoàng thượng ở đâu, bên người có hay không đầy đủ ngự vệ bảo hộ. Nếu như ngươi không nghe được những tin tức này cũng không quan trọng, ngươi chạy về trong cung, để chúng ta trong cung người đều đến nơi đây trông coi. Ngoài phòng, sầm quý phi phân phó tiểu thái giám nói. Tiểu thái giám ứng thanh đi. Sầm quý phi nhìn các thái y hoảng loạn, nói, Lúc này ta thả các ngươi xuất cung, các ngươi cũng không an toàn. Không chừng vừa đi ra ngoài liền bị tên Lạc giết chết, không bằng an tâm ở lại đây. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đi nơi nào ẩn núp cũng tùy các ngươi, ta không ép ở lại. Mấy cái thái y liếc nhau. Trong đó một cái nói, "Hạ quan." Hạ quan vẫn là ra ngoài khác tìm địa phương trốn tránh đi, liền không ở chỗ này quấy rầy quý phi nương nương cùng điện hạ, Triệu cô nương bọn hắn chỉ là thái y mặc kệ phản loạn cuối cùng là hoàng thượng chiến thắng vẫn là minh vương đoạt vị thành công chỉ cần về sau còn cần đến bọn hắn liền sẽ không khó xử tại bọn hắn nhưng nếu như bọn hắn cùng sầm quý phi cùng tề vương ở chung một chỗ đến lúc đó phản quân tiến đến coi bọn họ là thành tề vương đồng bọn cùng một chỗ chặt bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này bọn hắn cũng không quản được không đắc tội sầm quý phi bảo mệnh quan trọng sầm quý phi gật đầu thành các ngươi bảo trọng. Mấy cái thái y thu dọn đồ đạc ra ngoài. Sầm Quý Phi lại liếc nhìn đám người một vòng, nói, nếu như có giống văn thái y bọn hắn như thế, muốn rời đi nơi này đi ẩn nút, ta không ngăn trở. Tiêu lệnh diễn ở đây dưỡng bệnh, tiêu khất cùng Sầm Quý Phi là gọi hơn 10 cái thái giám cùng cung nữ đến hầu hạ hắn. Lúc này nghe được Sầm Quý Phi, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng có mấy cái nhát gan cáo lui một tiếng, cũng chạy ra ngoài. Ngược lại là đi theo sầm quý phi thái giám cùng cung nữ một. Cái đều không đi. Bọn hắn biết, Tề vương còn cần thái y trị liệu, chỉ cần bọn hắn y thuật tốt, coi như bọn hắn hiện tại biểu hiện được tham sống sợ chết, cái này sự tình qua đi hoàng thượng cùng sầm quý phi cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào, nhiều nhất tấn thăng con đường bị phá hỏng. Mà bọn hắn hiện tại đi ra ngoài, một khi hoàng thượng cùng sầm quý phi không có việc gì, những ngày an nhàn của bọn hắn liền đến đầu. Trong cung khổ nhất mệt nhất địa phương chính là bọn hắn còn lại sinh mệnh cuối cùng nơi hội tụ. Cùng nó dạng này, không bằng đánh cược một lần. Mấy tên thái giám cung nữ ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cái kia đến bẩm báo tiểu thái giám dẫn một đám thái giám cung nữ tiến đến. Sầm Quý phi nhìn lướt qua, phát hiện thiếu mấy người, cũng không thèm để ý, phân phó một phen, để mấy tên thái giám đi ra bên ngoài trông coi, nếu là nghe được cái gì động tĩnh liền kịp thời thông báo các nàng. Nghĩ nghĩ, Sầm quý phi đi vào trong nhà, đối triệu như hy nói: biết hơi, ngươi có muốn hay không về trước đi. Nếu như ngươi ước lượng nhớ trong nhà tổ mẫu, mẫu thân, ta có thể phái người đem ngươi đến hoàng cung cửa sau, từ nơi nào lặng lẽ đi. Triệu như hy tai thính mắt tinh, sầm quý phi ở bên ngoài một hệ liệt động tỉnh nàng đều nghe vào trong tai, cũng biết dụng ý của nàng. Vừa rồi thăm dò thái y cùng cung nhân không đủ, lại tới thử dò xét nàng rồi. Không được phản quân chỉ là tiến công hoàng cung đoạt quyền, sẽ không phân tán binh lực đi tiến đánh những dân chúng khác, ta tổ mẫu mẹ ta các nàng hẳn là an toàn, không cần lo lắng. Hiện tại ngài cùng tề vương gặp nguy hiểm, ta tự nhiên phải cùng các ngươi cùng một chỗ. Ta chỗ nào đều không đi. Triệu Như Hy nói đến đây lời nói, cảm giác mình thật sự là một đóa nở rộ bạch liên, là như vậy thánh khiết, đại nghĩa, cảm thiên động địa. Sầm Quý Phi cũng không biết là thật cảm động vẫn là trang, tiến lên một cái nắm chặt triệu như hy tay, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, hảo hài tử, hảo hài tử, ta cùng tiểu ngũ đều không nhìn lầm ngươi. Triệu như hy nắm tay từ trong lòng bàn tay của nàng rút ra, hướng về phía nàng ấy nấy cười cười, điện hạ thuốc còn không có uống xong. Nói, nàng cầm lấy thìa, tiếp tục cho tiêu lệnh diễn mớm thuốc. Chẳng qua cái này nằm ở trên giường không động được trong mắt nam nhân một màn kia chế nhạo là thế nào một chuyện. Triệu Như Hy đem cuối cùng một mui thuốc một mạch rót vào tiêu lệnh diễn miệng bên trong, sau đó đưa tay ở hai mắt của hắn bên trên nhẹ nhàng phất một cái, nói, điện hạ uống xong thuốc, thật tốt ngủ một giấc đi. Đợi ngài tỉnh ngủ, bên ngoài hẳn là liền lắng lại. Hầu hạ bệnh nhân, không thân thể tiếp xúc là không được. Bình thường nàng đỡ tiêu lệnh diễn đứng dậy, cho hắn thay đổi sắc mặt, lau miệng cho hắn sát tay, cái gì đều làm. Nàng hiện tại làm động tác này cũng không lộ vẻ khác người. Tiêu lệnh diễn bất đắc dĩ nhắm lại mắt, chợt lại mở ra. Sầm quý phi nghe được triệu như hy lại gần, nhìn thấy hắn bộ dáng này, vội vàng trấn an hắn nói: đúng vậy a, à, tiểu ngủ ngươi yên tâm đi, ngươi phụ hoàng không phải trong lòng không tính toán trước, sao có thể để người tùy tiện xông vào cung đến? Ngươi an tâm ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ cái gì đều đi qua. Tiêu lệnh diễn đành phải nhắm mắt lại. Hắn uống thuốc có an thần tác dụng, chỉ chốc lát sau hô hấp của hắn liền đều đều. Sầm quý phi lôi kéo triệu như hy đi ra ngoài, thấp giọng nói, ta để người cho ngươi cùng tiểu ngũ thay đổi y phục, đưa ngươi nhóm đi trốn đi. Nàng biết tiêu khất không phải hạ người vô năng. Ở ngoài sáng vương cho thái tử hạ dược để thái tử biến thành như thế sau hắn cho dù không đành lòng, cũng tuyệt đối sẽ không không đề phòng minh vương. Nàng tin tưởng hoàng thượng. Cũng biết phản quân lại như thế nào lợi hại, một lát cũng công không tiến vào. Cho nên nàng vừa rồi mới lộ ra không chút hoang mang nhưng trong nội tâm nàng cuối cùng là không chắc. Chính nàng sống đến mức này, nàng không quan trọng, lại không nguyện ý để Nhi Tử Lâm vào hiểm cảnh. Chương 745, mật thất. Nàng không biết hiện tại hoàng cung bốn cửa có phải là đều bị phản quân ngăn chặn. Lúc này đưa bọn hắn xuất cung, không khác tự chui đầu vào lưới. Nhưng là đổi quần áo trốn đi vẫn là có thể. Chờ phản quân thật tấn công vào đến, trong cung loạn lên thời điểm, không chừng triệu như hy còn có thế mang theo tiêu lệnh diễn chạy đi. Cho dù có một tia sinh cơ, sầm quý phi đều muốn thay nhi tử tranh thủ. Nàng vừa rồi thăm dò triệu như hy, liền muốn biết nàng đối tiêu lệnh diễn là như thế nào tâm ý, hiện tại biết nàng đối với nhi tử tình so kim kiên, nàng liền có thể đem nhi tử giao phó cho triệu như hy. Triệu như hy nghe nói như thế, rốt cục có một tia lộ vẻ xúc động. Trước kia bởi vì sầm quý phi cùng tiêu lệnh diễn nói, muốn để nàng tại nam dương làm mồi nhữ nàng đối sầm quý phi giác quan cũng không quá tốt nhưng bây giờ nhìn sầm quý phi dạng này lòng của nàng vừa mềm xuống dưới sầm quý phi mình cũng đều có thể đổi cung nữ quần áo trốn đi nhưng nàng nguyện ý lưu tại nơi này đơn giản là cho tiêu lệnh diễn cùng nàng làm yểm hộ nàng nghĩ nghĩ gật đầu nói được vừa nói vừa nói nương nương yên tâm ta tại điện hạ tại điện hạ nếu là xảy ra ngoài ý muốn ta cũng sẽ không sống một mình loại thời điểm này không nhắc tới trung tâm chờ đến khi nào quả nhiên sầm quý phi nghe nói như thế trong mắt phát ra lệ quang nàng tiến lên một bước chăm chú đem triệu như hy ôm nói chỉ cần ngươi bảo vệ tiểu ngũ tính mạng ta tất sẽ không đối xử lạnh nhạt ngươi thời gian cấp bách cái này ôm một cái không đợi triệu như hy kịp phản ứng nàng liền buông ra vẫy gọi gọi nàng thiếp thân cung nữ tiến đến để nàng đem quần áo cởi, cho Triệu Như Hy thay đổi, lại nhanh chóng cho nàng ở trên mặt hóa trang. Chính nàng ra ngoài để người cho tiêu lệnh diễn đổi quần áo. Chờ Triệu Như Hy đi đến tiêu lệnh diễn bên người lúc, tiêu lệnh diễn đã thay đổi thái giám quần áo, trên mặt cũng hóa một cái trang dung, nhìn qua còn rất giống chuyện như vậy. Tiêu lệnh diễn thân cao chừng 1m8 mấy, lại là người luyện võ, một thân cơ bắp 10 phần căng đầy. Triệu Như Hy ăn đại lực hoàng, muốn cổng hắn ôm hắn, tự nhiên dễ dàng. Nhưng ở người ngoài xem ra Triệu Như Hi mặc dù dáng người cao gầy, nhưng vẫn là cái nhược nữ tử, là thế nào cũng mang không nổi Tiêu Lệnh Diễn. Cho nên Triệu Như Hi không biết Sầm Quý phi có tính toán gì, chỉ còn chờ sắp xếp của nàng. Chỉ thấy Sầm Quý phi tại phía sau một bức tranh tìm tòi một trận, sau đó ca ca vài tiếng, một cái cửa ngầm thình lình xuất hiện tại Tiêu Lệnh Diễn trong phòng ngủ. Lúc này phòng bên trong chỉ có sầm quý phi cùng nàng bên người cái kia vừa mới cùng tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy đổi quần áo đại thái giám cùng đại cung nữ. Hai người tiến lên, tại triệu như hy trợ giúp tiếp theo lên đem tiêu lệnh diễn mang tới mật thất. Đây là một cái tầng hầm, bên trong không gian không lớn, đại khái 2, 30 mét vuông dáng vẻ. Tại trên đỉnh bốn góc phân biệt có một cái như bóng bàn lớn nhỏ hình dạng bất quy tắc thông khí lỗ, nhưng phòng bên trong y nguyên âm u ẩm ướt phòng bên trong có lương khô có nước, các ngươi ở phía dưới tối thiểu có thế ngốc một tháng. Nếu như 10 ngày sau ta không đến cho các ngươi mở cửa, ngươi liền nghĩ biện pháp mang tiểu ngũ xuất cung đào mệnh. Sầm Quý Phi nói, lại nói cho Triệu Như Hy phòng tối cửa chốt mở ở đâu. Triệu Như Hi thấy Sầm Quý Phi muốn đi ra ngoài, liền vội vàng kéo nàng, nương nương, ngài cũng trốn ở chỗ này đi. Sầm Quý Phi khoát khoát tay, ta không ở bên ngoài, là lừa gạt không được bọn hắn không quan hệ, ta cả đời này cũng sống đủ bản. Ngươi chỉ cần không vứt bỏ tiểu ngũ, coi như xứng đáng được ta. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt nếu như ngươi mang theo tiểu ngũ chạy không thoát, một mình ngươi chạy trốn, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hắn bộ dạng này. Nàng nhìn uống thuốc mê mang đi tiêu lệnh diễn, thật sâu thở dài một hơi. Triệu Như Hi cảm động tại sầm quý phi tại một mảnh từ mẫu chi tâm bên ngoài, còn có thế bận tâm tính mạng của nàng, nói ra lời như vậy nàng không khỏi lộ vẻ xúc động nàng vội vàng giơ tay lên lại một lần nữa phát thệ nói ta phát thệ ta tại điện hạ tại tuyệt sẽ không ném điện hạ chạy trốn điện hạ nếu là xảy ra ngoài ý muốn ta cũng sẽ không sống một mình nếu không trời đánh ngủ lôi nàng đây không phải lừa gạt sầm quý phi mà là lời thật lòng sống hai đời nàng cái gì đều trải qua hai đời cộng lại mặc dù không dài lại so với người ta bình thản mà trường thọ một đời còn muốn đặc sắc tựa như sầm quý phi nói tới nàng cũng coi như sống đủ bản tiêu lệnh diễn vì cứu nàng đi đến thế này nàng vì hắn sẽ cùng nhau rời đi lại có quan hệ gì đâu nàng lúc trước có thể sử dụng chết đi uy hiếp hệ thống nàng liền thật không sợ chết nghe được triệu như hy phát lời thề sầm quý phi vui mừng vỗ vỗ nàng liền đi ra ngoài theo cánh cửa kia chậm rãi đóng lại trong phòng lâm vào hắc ám chỉ có mấy cái kia lỗ nhỏ phát ra yếu ớt ánh sáng. Môn kia hẳn là dùng gạch xây thành, 10 phần cách âm. Ở chỗ này trong tầng hầm ngầm, căn bản nghe không được động tĩnh bên ngoài. Triệu Như hy nghe được nằm ở trên giường tiêu lệnh diễn hô hấp đều đặn, liền không có quản hắn. Chờ con mắt chậm rãi thích ứng hắc ám, nàng liền trong phòng bốn phía lục lọi. Cứ việc nàng đối tiêu khất cùng hệ thống dò thăm tin tức 10 phần có lòng tin, tin tưởng tiêu lệnh hàng suối dục điểm kia tử phản quân không thành tài được, bọn hắn căn bản xong không tiến vào cung tới nhưng đã sầm quý phi làm tốt dự tính xấu nhất nàng cũng không thể không làm gì vạn nhất xảy ra chuyện gì có cái đường lui nàng cũng có thế cổng tiêu lệnh diễn chạy đi từ lúc ăn nhanh nhẹn hoàng nàng không riêng nhĩ lực có chút tăng cường chính là nhãn lực cũng so trước kia mạnh lên rất nhiều nhìn rõ mọi việc kỹ năng này hoàn toàn điểm đầy vừa rồi cửa chưa quang thời điểm nàng liền liếc nhìn qua cái nhà này đem trong phòng bày biện cùng bốn phía đều quan sát một lần. Nàng trí nhớ lại vô cùng tốt, nhìn qua đồ vật đều ghi tạc trong đầu. Phòng bên trong sàn nhà phủ lên 10 phần bằng phẳng gạch xanh, vách tường cũng dùng gạch xanh đắp qua. Chẳng qua có lẽ là niên đại xa xưa, gạch xanh rất là xen lẫn, hiển lộ ra dấu vết tháng năm. Phòng một mặt tường vách tường là một loạt giá đỡ, trên kệ đặt vào từng cái sứ vạt. Triệu Như Hy mở ra xem, có cơm rang, mì xào cùng dưa muối, còn có mấy vạt nước cùng một chút thường dùng dược vật nàng tiến tới ngửi ngửi những thức ăn này còn rất mới mẻ hoàn toàn không có thả lâu mùi nấm mốc nghĩ đến là có người thường xuyên đến thay đổi nàng đem lọ đắp kính liền bắt đầu một viên gạch một viên gạch lục lọi nàng muốn nhìn một chút căn phòng này có phải là còn có một đạo cửa ngầm là thông hướng nơi khác đừng đừng tìm bỗng nhiên một cái thanh âm khàn khàn tại triệu như hy sau lưng vang lên Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, triệu như hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng chạy về tiêu lệnh diễn bên người, nhìn qua hắn nói, ngươi biết nói chuyện rồi. Ta tỉnh lại ngày thứ hai liền sẽ nói. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, ta cảm thấy ta vẫn là không biết nói chuyện tốt, cho nên liền không có lên tiếng. Tiêu lệnh diễn nói. Thái y bọn hắn cầm mạch không bỏ ra nổi đến. Triệu như hy hỏi. Gần như rất khó. Triệu như hy yên lòng nàng lo lắng hắn không hiểu rõ tình huống, liền đem tình hình bên ngoài nói, hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngay ở chỗ này ở lại, không có chuyện gì. Tiêu lệnh hằng đây là chó cùng trước dậu, hoàng thượng đang chờ hắn hướng trên mạng đụng, tiện đem hắn dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Chương 746, phản loạn kết thúc. Tiêu lệnh diễn thuyết pháp cùng chính mình hiểu rõ tình huống không mưu mà hợp, triệu như hy cũng liền không lo lắng. Tâm tư của nàng lại trở lại căn này mật thất, căn này mật thất không phải ngươi hoặc quý phi kiến tạo a à? không phải sớm tại đại tấn thành lập lúc liền có đại tấn hoàng cung là ở tiền triều hoàng cung cơ sở bên trên cải biến lúc trước cho ta phân phối vị trí lúc mẫu phi bởi vì chủ trì trung cung trong lúc vô tình biết được căn này mật thất liền cố ý đem chỗ này cung điện phân cho nguyên chủ nói vạn nhất có cái gì tình huống cũng có cái chỗ ẩn thân lúc ấy phát hiện căn này mật thất thời điểm tiêu lệnh phổ đã chọn tốt trụ sở không tốt đổi lấy đổi đi. Nếu không nơi này là thuộc về hắn, mà không tới phiên nguyên chủ. Tiêu lệnh diễn lúc nói lời này, chỉ là trần thuật ngữ khí, cũng không có cái gì cảm xúc. Sầm quý phi cùng sầm gia vì để cho tiêu lệnh phổ đoạt đích thành công, tập trung hết thảy lực lượng để cho hắn sử dụng, từ chiến lược chiến thuật đi lên nói là chính xác. Nếu như hắn không phải lên đoạt đích chi tâm, hiện tại cũng cam tâm tình nguyện tại thay tiêu lệnh phổ mưu đồ hết thảy. Chẳng qua may mắn, hắn xem sớm rõ ràng sự thật. Nếu không thật duy trì tiêu lệnh phổ leo lên hoàng vị, mình nàng dâu còn không biết chịu lấy bao lớn khí đâu. Hắn lúc trước quyết định đoạt đích, sầm bội tuyền làm người thế nhưng là chiếm yếu tố rất lớn. Vậy thì không phải là một cái có thể chứa người, lại ghen hiền kỵ có thế tính tình. Ngẫm lại nàng làm hoàng hậu, mình nàng dâu muốn ở trước mặt nàng quỳ lạy làm lễ, khúng đúng, tiêu lệnh diễn đều khó chịu. Hắn cùng nàng dâu mưu hạ thiên hạ, đến cuối cùng lại còn muốn phụ thuộc hướng người đi quỳ lạy chi lễ sinh tử cũng phải nắm tại trong tay người khác hai người bọn họ thực sự nghẹn mà chết hắn hướng bỏ đồ vật giá đỡ bên kia nhìn thoáng qua nơi này trừ ta cùng mẫu phi cũng chỉ có một đánh cho ta quét phòng lão ma ma biết những vật kia cách hơn nửa tháng nàng liền sẽ tiến đến đổi một lần cho nên đồ vật đều là tươi mới cái kia lão ma ma là sầm quý phi lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên trong cung cứu một cái vừa điếc lại vừa câm phụ nhân không chỗ nương tựa mười phần trung tâm triệu như hy gật gật đầu lại hỏi trừ cánh cửa kia còn có những đường ra khác sao không có tiêu lệnh diễn nói ta xuyên đến sau tiếp thu được nguyên chủ ký ức biết có như thế cái tầng hầm lúc ấy không yên lòng lo lắng nơi này có địa đạo người khác thông qua địa đạo tới đem ta ám sát nơi này tất cả địa phương ta đều tinh tế tìm tòi cùng gõ qua cũng không có phát hiện thông đạo tiêu lệnh diễn nói như vậy lại biết không cần lo lắng cho tính mạng, triệu như hy dứt khoát không mệt nhọc mình. Trong này có cái giường, cho tiêu lệnh diễn nằm. Còn có vài cái ghế dựa. Triệu như hy mang một cái ghế đến, ngồi xuống bên giường. Ngươi dự định lúc nào mở miệng nói chuyện. Nàng đưa tay sờ sờ tiêu lệnh diễn mặt, hỏi. Thành thân trước đó đi. Tiêu lệnh diễn nói, chữa bệnh cũng nên tiến hành theo chất lượng không phải. Nhưng ngươi nằm như vậy rất khó chịu triệu như hy thở dài nói nàng biết tiêu lệnh diễn vì sầm quý phi cùng mình đại nghiệp cũng không muốn hiện tại liền cùng sầm gia đối đầu hắn cùng sầm gia đối đầu không riêng sầm quý phi cùng tiêu lệnh phổ khó chịu thế nhân muốn mắng hắn bất hiếu với hắn thanh danh không có chỗ tốt loại này bên trong hao tổn vẫn là đối thủ nguyện ý nhìn thấy thái tử cùng tam hoàng tử tứ hoàng tử xong đời còn có cái tiêu lệnh phổ lục hoàng tử cùng về sau ra đời hoàng tử đâu tại có nhân tuyển tốt tình huống dưới tiêu lệnh phổ tàn phế liền không có cơ hội đăng cơ nhưng nếu như không có cái khác nhân tuyển tốt hơn hắn trừ không có mấy cây đầu ngón tay bên ngoài vô luận đức hạnh hay là năng lực đều không có cái gì thói xấu lớn vậy vẫn là có khả năng leo lên hoàng vị tay phải không có thế châu phê còn có tay trái đâu luyện tới mấy năm chữ liền có thể thật không phải cái gì thói xấu lớn cho nên đối với tiêu lệnh diễn giả bệnh nguyên nhân Triệu Như Hi có thể đoán ra 7, 8 phần. Chẳng qua đối với Tiêu Lệnh Diễn cùng Sầm Quý Phi, Tiêu Lệnh Phổ, Sầm gia quan hệ, Triệu Như Hi xưa nay không nhúng tay, càng sẽ không đi bình luận. Tiêu Lệnh Diễn có nguyên chủ ký ức, đối với những người này hắn là có tình cảm. Hiện tại hắn có thể vì chính hắn cùng nàng, cùng những người này đối đầu, mình đến đoạt đích, về sau thời gian bên trong bị liên lụy quản lý một quốc gia, nàng còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Đối với những người kia hắn muốn làm sao xử trí đều có thể, chỉ cần đừng phạm xuẩn làm thánh phụ là được. Nàng không có lại nói cái đề tài này, khuyên nhủ, nếu như thế, làm phòng các nàng bỗng nhiên đem cửa mở ra, nghe được tiếng nói chuyện của ngươi, ngươi vẫn là ngủ tiếp một giấc đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ, không chừng chúng ta liền ra ngoài. Dĩ vãng tiêu lệnh diễn uống thuốc, không đến 2 phút đồng hồ liền có thể ngủ. Lúc này hắn còn tỉnh dậy, đoán chừng cũng là đang ráng chống đỡ. Còn nữa, tiêu lệnh diễn không ngủ nàng liền không tốt cùng trong đầu hệ thống đối thoại nghe hệ thống thời gian thực thông báo hiện tại cần gấp nhất chính là biết bên ngoài tin tức tiêu lệnh diễn không biết tại loại này trong lúc nguy cấp sầm quý phi sẽ như thế nào đối đãi triệu như hy hắn vừa rồi rất không yên lòng cho nên mới vờ ngủ mà tại dược lực tác dụng dưới một mặt vờ ngủ một mặt phải gìn giữ đầu não thanh tĩnh không có cường đại ý chí lực thật đúng là không được lúc này biết không có việc gì hắn ngô một tiếng, liền rất nhanh đã ngủ mê man. Triệu Như Hi ngồi trên ghế, bắt đầu nghe hệ thống thời gian thực thông báo tình huống bên ngoài. Túc chủ, cửa cung phản quân đã bị đánh bại, phản quân đầu lĩnh đã bị bắt sống, những binh lính khác bị bắn giết. Tiêu lệnh hàng để hơn 100 cái phản quân tại Hoàng Cung Đại Môn hấp dẫn hỏa lực, chừng 50 người tại phía đông cửa đánh vào, chính hắn thì dự định mang theo 6, 70 người từ phía tây cửa tiến đến, đánh giết Hoàng thượng cùng trong cung tất cả mọi người hiện tại hết thảy bị đánh bại, hắn hiện tại đổi quần áo hốt hoảng chạy trốn. Hoàng thượng phái ngự vệ đã sớm trong bóng tối nhìn chầm chầm tiêu lệnh hằng. Hắn không có trốn bao xa liền bị ám sát tại chỗ. Túc chủ, cẩn phi khả năng đạt được tin tức, tại trong lãnh cung treo cổ tự tử. Tất cả phản loạn đã kết thúc, ngự vệ đang đánh quét chiến trường. Nghe nói như thế, triệu như hy móc ra trong ngực đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. Tiêu lệnh diễn nằm ngủ về sau nàng nhìn thoáng qua đồng hồ bỏ túi, lúc ấy kim đồng hồ chỉ hướng 4 điểm 40. Hiện tại thì là 5 giờ rưỡi. Dẫn xà xuất động, đánh giết phản quân cùng xoa thiêu nhi tử, tiêu khất chỉ dùng ngắn ngủi 50 phút đồng hồ. Nàng vừa đem đồng hồ bỏ túi bỏ vào trong ngực, trước kia đóng lại cánh cửa kia liền phát ra, ca ca, thanh âm, cửa bị từ từ mở ra. Sầm quý phi hơi có vẻ mỏi mệt mặt xuất hiện tại cửa ra vào. Sầm quý phi còn tưởng rằng sẽ thấy một cái hoảng loạn triệu như hy. Dù sao ở tại đen xì trong phòng, bên ngoài lại là như thế cái tình huống. Tuy có tiêu lệnh diễn bồi tiếp nàng, nhưng hắn một là không sẽ động, thứ hai uống thuốc hẳn là muốn mê man, căn bản lên không là cái gì tác dụng. Nhưng đợi nàng mượn cung nữ trong tay dưới ánh đèn hai cấp bậc thang, dương mắt xem tiếp đi lúc, liền thấy đang từ trên ghế đứng lên triệu như hy mặt mũi tràn đầy thần thái sáng láng. Tiêu lệnh diễn vẫn nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh, liền tư thế đều chưa từng thay đổi. Nương nương, có phải là không có việc gì rồi? Triệu Như Hy nên tiếp hai bước, hỏi. Đúng. Sầm Quý Phi trên mặt tươi cười đến, Hoàng thượng đã phái ngự vệ tới, nói hết thảy đều giải quyết, để chúng ta nên làm gì làm cái đó, không cần kinh hoảng. Chương 747, rốt cục chịu phục. Nàng quay đầu phân phó đại thái giám cùng đại cung nữ, đỡ tề vương ra đi. Tuy nói phản loạn đã bình phục, nhưng bên ngoài vẫn còn có chút loạn. Sầm Quý Phi không dám để cho Triệu Như Hy lập tức trở về nhà đi, lại lưu nàng trong cung ngốc 20 phút, thẳng đến phái đi ra dò đường người trở về bẩm báo nói hết thảy Thái Bình, nàng mới khiến cho người hộ tống Triệu Như Hy về nhà. Tuy bình bá trong phủ, lão phu nhân cùng Chu Thị đã sớm gấp điên. Phản loạn không lâu liền có hạ nhân từ bên ngoài trở về, nói hoàng cung bị vây sự tình. Nhớ tới ở tại trong cung Triệu Như Hy, hai người một mực đứng ngồi không yên biết rõ lúc này hẳn là đóng cửa đóng cửa tự vệ bình an hai người lại thỉnh thoảng phái người đi xem một chút muốn biết trong cung tình hình bên kia như thế nào may mắn tiêu khất đã sớm chuẩn bị phản quân ứng phó tiêu khất mai phục tại hoàng cung lân cận cấm vệ quân cùng ngự vệ cũng không kịp nơi nào còn nhớ được cùng thò đầu ra nhìn hạ nhân không qua được tuy bình bá phủ mấy tên hộ vệ lúc này mới có thể bình an trở về cứ việc về sau sầm quý phi phái người mà nói Triệu Như Hi vô sự, các nàng không thấy được Triệu Như Hi, vẫn là không yên lòng. Lúc này nhìn thấy Triệu Như Hi trở về, hai người nhịn không được rơi nước mắt, lại một lần nữa hối hận đáp ứng ban đầu cửa hôn sự này. Sư phụ ngươi đã phái người đến nhưng qua ba lần. Chu Thị nói. Triệu Như Hi nghe xong, vội vàng phân phó hạng minh, ngươi nhanh đi một chuyến khang phủ, cùng ta sư phụ nói ta đã bình an về nhà. Vâng. Ngươi lại ca cao sư phụ ta có biết hay không đại sư huynh cùng nhị sư huynh tin tức, bọn họ có phải hay không đều bình an. Vâng. Hạng Minh xét Triệu Như Hi không có phân phó khác, quay người rời đi. Triệu Như Hi lúc này mới ngồi xuống, an ủi lão phu nhân cùng Chu thị nói, Tam hoàng tử đã đền tội, Cẩn phi treo cổ tự tử bỏ mình, phản loạn đã kết thúc, về sau sẽ không còn phân tranh, càng sẽ không lại có loại sự tình này, các ngươi cứ yên tâm đi. Nói nàng thở ra một hơi, có cơm sao? Ta đói. Trong hoàng cung ngược lại là có chút tâm ăn, nhưng tâm thần có chút không tập trung, nàng cũng liền lót dạ một chút, lúc này chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn, sắp chết đói. Có có có. Lão phu nhân vội vàng gọi người bên trên cơm. Các nàng nơm nớp lo sợ, không tâm tư ăn cơm, hiện tại cũng bị đói đâu. Ăn cơm ăn vào một nửa, hạng minh trở về, bẩm, cây khô tiên sinh nghe được cô nương bình an tốt, cứ yên tâm hắn nói ngô đại nhân cùng cung đại nhân đã phái người đến báo bình an đều không có việc gì để cô nương yên tâm triệu như hy lúc này mới thở dài một hơi lớn nhất cũng là cái cuối cùng kiếp nạn đều đi qua mọi người bình an cuộc sống sau này liền tốt qua ngày thứ hai triệu như hy dựa vào sầm quý phi phân phó không có tiến vào cung đi hai ngày này trong kinh còn tại quét sạch minh vương dư nghiệp thuộc về minh vương một phái hay hắn làm rất nhiều chuyện đại thần cũng bị xét nhà xét nhà biếm trích biếm trích bãi quan bãi quan khắp nơi rất loạn trải qua sự kiện lần này sầm quý phi càng phát ra cảm thấy triệu như hy khó được vừa đến nàng sở thuộc phe phái là bảo hoàng phái ngô mang chùa đoạn thời gian trước lặng lẽ ra những cái kia tội thần ra rất lớn lực chuyện bây giờ mới ra hoàng thượng khả năng trực tiếp hạ chỉ trừng phạt chấn nhiếp triều đình cây khô tiên sinh tại trấn an hoàng thượng cảm xúc để hắn tỉnh táo bên trên công lao cũng không có người thay thế. Tiêu khất thân là hoàng đế, cũng có hắn yếu ớt một mặt. Bây giờ bị các con gây thương tích, nếu như không có khang lúc lâm, hắn không khỏi muốn đi hậu cung phi tử ôm nhu hương bên trong tìm trấn an. Những cái kia phi tử hoặc bị người lợi dụng, hoặc bị người uy hiếp, không chừng liền tiết lộ bí mật xấu đại sự. Thứ hai, Triệu Như Hy bình tĩnh tỉnh táo cùng đối tiêu lệnh diễn thâm tình tình nghĩa thấm thiết để nàng có thế yên lòng đem tiểu nhi tử tính mạng giao phó cho nàng. Hoạn nạn bên trong thấy chân tình, cái này rất khó được. Cho nên nàng hiện tại một lòng vì Triệu Như Hy suy nghĩ, không có để nàng tiến cung. Tỉnh Bình Vương Phủ, Triệu Như Ngữ để hạ nhân đi hướng tỉnh Bình Vương Phi cầu tình, muốn để nàng đi hỏi thăm một chút đường muội Triệu Như Hy tin tức. Khoảng thời gian này tiêu tư kiệt thê tử dần dần bệnh nặng, tỉnh Bình Vương Phi vì việc vặt vảnh chỗ nhiễu, lại thêm triều đình một mảnh bấp bên, toàn bộ người kinh thành tâm hoảng sợ, nàng tâm phiền cực kỳ. Nghe được hạ nhân đến báo, nàng giận chó đánh mèo quát tháo vài câu, đối tỉnh Bình Vương oán giận nói, không phải nói nàng cùng với nàng đường mùi tình cảm không tốt sao. Hiện tại trang cái gì trang? Tỉnh Bình Vương gia cao mày nói, không phải nói để ngươi đối nàng tốt một chút sao? Hiện tại mấy cái trong hoàng tử, liền còn thừa lại tề vương có hy vọng lúc này ngươi cùng lão tứ nhà tiểu thiếp đưa cái gì khí? Nàng không đề cập tới, chúng ta cũng là muốn hỏi thăm. Không phải nói tề vương hiện tại còn co quắp trên giường không thể động đậy sao? Tỉnh Bình Vương Phi nói. Nghe nói đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày trước đây còn hôn mê bất tỉnh đâu, hiện tại liền có thể mở mắt ra. Tỉnh Bình Vương nói, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Chỉ cần có thể chuyển biến tốt đẹp, vậy thì có hoàn toàn chữa trị khả năng. Hắn nhìn qua thê tử, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta để ngươi đối lão tứ cái kia tiểu thiếp rất nhiều, ngươi nhưng phải ghi nhớ. Loại người này nhất là thành sự không có bại sự có dư. Ngươi để nàng tại Tề Vương phi trước mặt nói tốt điều dắt chúng ta là không có khả năng. Nhưng nàng tại Tề Vương phi trước mặt nói chúng ta nói xấu, châm ngòi quan hệ của chúng ta vẫn là không có nhân đề. Ngươi cần gì phải bởi vì một chút xíu việc nhỏ liền đắc tội nàng đâu? Không đáng tỉnh bình vương phi nghe lời này giật mình liền vội vàng gật đầu nói vương gia yên tâm ta ghi nhớ nàng phái người đi nghe ngóng một phen triệu như hy tin tức sau đó để người nói cho triệu như ngữ triệu như ngữ nghe một hồi lâu xung giật mình lẩm bẩm nói làm sao đời này đuổi theo đời kém xa như vậy đâu nếu như tề vương khỏi bệnh hắn thỏa thỏa chính là thái tử mà triệu như hy chính là thái tử phi triệu như ngữ một mực không nghĩ minh bạch mình sống lại nhưng nhiều nhất là lợi dụng tiên tri an bài một chút vận mệnh của mình mà thôi tại cục diện chính trị cùng ngoại giới không có nhất lên nửa điểm bọc nước cho dù nàng có hệ thống cũng không có thay đổi gì nhưng triệu như hy lại có thế tại đại tấn nhất lên lớn như vậy sóng gió mình trở nên dị thường thông minh cùng lợi hại không nói còn trực tiếp đem đại tấn toàn bộ cục diện chính trị cho đổi hiện tại cũng nhanh để mình làm bên trên thái tử phi nàng đến cùng là thế nào làm được chẳng lẽ làm quỷ mấy năm nàng bái cái lợi hại quỷ sư phụ. Nếu không làm sao một người sẽ có biến hóa lớn như vậy. Trước khi triệu như ngữ còn có chút không cam lòng. Nhưng giờ khắc này, nàng loại này không cam lòng hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng rốt cục ý thức được, nàng cùng triệu như hy, là yến cướp chi tại thiên Nga, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. May mắn nàng không có giả tâm, chọn cái rời xa triều đình gia thế hiển hắc. Nếu như nàng có giả tâm, gả cho thái tử hoặc tam hoàng tử bất kỳ một cái nào, hiện tại chính là kết cục bi thảm. Lấy nàng kinh nghiệm, tỉnh Bình Vương Phủ không tham dự tranh đấu, rời xa triều đình, liền sẽ không thụ triệu như hy ảnh hưởng. Nàng chỉ cần lặng yên cẩu, chờ tình thế ấn lên đời quỷ tích phát triển, lại được hưởng lợi tại triệu như hy thân phận, nàng liền có thể lên làm tỉnh Bình Vương Thế Tử Phi. Như thế, cũng liền đủ. Nghĩ tới đây, nàng thật sâu thở dài họa đầu lĩnh đền tội, không ai làm yêu, triều đình rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Triệu Như Hy lại khôi phục mỗi ngày đi hoàng cung bồi tiêu lệnh diễn, sau đó về tuy bình bá phủ luyện chữ, vẽ tranh thời gian. Chương 748, Sầm Gia bị giáng chức. Tiêu lệnh diễn còn tiếp tục trang tâm, cũng không có khôi phục nói chuyện công năng dự định. Tiêu khất cùng sầm quý phi đều mười phần sốt ruột, thái y viện áp lực càng lúc càng lớn. Ngày hôm đó sầm quý phi đi tiêu lệnh diễn trong cung, liền thấy tiêu khất cũng ở đó cùng thái y hỏi thăm tình huống sầm quý phi vội vàng đi tới cho tiêu khất vấn an tiêu khất đối thái y khoác tay áo nhìn qua phòng trong tiêu lệnh diễn thở dài một hơi xoay đầu lại nhìn sầm quý phi liếc mắt ra hiệu nàng đuổi theo mình ra cửa điện đến trong viện dừng lại xoay người lại hỏi nàng nói sầm gia phái người tới là không phải đã nói với ngươi muốn đưa sầm gia nữ cho tiểu ngũ làm bên cạnh thiếp sự tình sầm quý phi căng thẳng trong lòng cũng không dám giấu giếm, đem sầm gia một năm một mười cùng tiêu khất nói. Tiêu khất đưa mắt lên nhìn, nhìn thẳng nàng, ngươi như thế nào dự định? Yêu cầu trẫm ân chuẩn sầm gia cô nương cùng biết hơi lên vào cửa sau. Sầm quý phi là cái người cực kỳ thông minh. Nếu không cũng sẽ không ở tiêu khất rõ ràng kiên kỵ sầm gia nhưng vẫn là sinh hai đứa con trai, đem bọn hắn bình an nuôi lớn, cũng tại hoàng hậu sau khi qua đời chủ trì cung trong việc bếp nút nàng minh bạch hoàng thượng hỏi cái này lời nói ý tứ. Nàng nói, không, thần thiếp không có ý tứ này. Không nói hiện tại tiểu ngũ thân thể còn không có khôi phục, cho dù khôi phục, thần thiếp cũng sẽ không đồng ý để tiểu ngũ nạp sầm gia nữ làm thiếp. Ồ, tiêu khất nhíu mày. Tiểu ngũ từng cùng thần thiếp nói, chỉ cầu một lòng người, không muốn bởi vì nạp thiếp mà làm cho hậu viện chướng khí mù mịt. Hắn thích biết hơi, biết hơi tại trong lúc nguy nan đối với hắn cũng không rời không bỏ thần thiếp không nghĩ thật xin lỗi tiểu ngũ cũng không nghĩ thật xin lỗi biết hơi nếu như tiểu ngũ không nguyện ý ta sẽ không cưỡng cầu hắn cưới bất luận kẻ nào sầm gia nữ cũng như thế là sầm gia nữ cũng như thế nếu như sầm gia ép buộc ngươi để sầm gia nữ vào cửa đâu tiêu khất nhìn thẳng nàng sầm quý phi cũng nhìn lại lấy hắn rất thẳng thắn tiểu ngũ đầu tiên là hoàng thượng nhi tử là vương gia tiếp theo mới là thần thiếp nhi tử hắn là người hoàng gia sầm gia chỉ là thần tử không có tư cách đối hoàng tử hôn sự vung tay múa chân tiêu khất dường như không trải qua dễ lại hỏi nếu như ta phải suy yếu sầm gia thế lực quý phi ngươi muốn thay bọn hắn cầu tình sao sầm quý phi trong lòng cây kia dây cung nháy mắt kéo căng chợt lại trầm tĩnh lại vấn đề này nàng đợi rất nhiều năm hiện tại rốt cục đến nàng có một loại giày rơi xuống đất cảm giác. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cung, nói khẽ, thần thiếp chỉ cầu hoàng thượng lưu bọn hắn một cái mạng. Tiêu khất nhìn về phía sầm quý phi ánh mắt rất là vui mừng, ái phi quả nhiên là người thông minh. Sầm quý phi giật giật khóe miệng, cuối thân thi lễ một cái, lại là không nói gì. Mấy ngày nay, nàng nhìn như một lòng chỉ quan tâm hai đứa con trai tổn thương cùng bệnh, kỳ thật một mực đang nhìn chăm chú lên hoàng thượng trên triều đình động tĩnh. Thái tử cùng Kim Vương thế lực đầu tiên là theo thái tử cùng Kim Vương chết đi mà sụp đổ tan tành, Minh Vương thế lực cũng tại một trận trong phản loạn bị nhổ tận gốc, triệt để trừ tận gốc. Trước kia đánh đến cùng ô bệnh mụn cơm nhi mấy phái thế lực, liền còn lại Tiêu Lệnh Phổ, Tiêu Lệnh Diễn phái này mà sầm gia, trước kia là Tiêu Lệnh Phổ lớn nhất dựa vào. Mặc kệ là vì Tiêu Lệnh Diễn, vẫn là Tiêu Lệnh Diễn bệnh trì không tốt sau vì Lục hoàng tử kế thừa hoàng vị suy nghĩ, hoàng thượng cũng sẽ không giữ lại sầm gia để nó trở thành đại tấn tai họa ngầm trước kia mấy vị hoàng tử thế lực lẫn nhau thành sừng thú trừ bỏ sầm gia thế lực liền sẽ đánh vỡ cân bằng cho nên hoàng thượng bất động sầm gia hiện tại sầm gia mất đi thế lực đối địch bọn hắn liền không có tồn tại cần phải sầm quý phi minh bạch điểm này sầm hàng xương bọn người tự nhiên cũng minh bạch điểm này sầm hàng xương cũng luôn luôn biết thái độ của nàng cho nên sầm gia mới vội vã như thế muốn đưa sầm gia nữ cho tiêu lệnh diễn cũng mau chóng để nàng vào cửa dùng tốt mỹ nhân kế để tiêu lệnh diễn thay sầm gia cầu tình đáng tiếc tiêu lệnh diễn không thế mở miệng nói chuyện hoàng thượng cũng không có ý định cho sầm gia cơ hội này yên tâm trẫm sẽ không lấy tính mạng bọn họ nhưng khác trẫm liền không có cách nào cho thêm tiêu khất nói hướng sầm quý phi hơi gật đầu quay người rời đi sầm quý phi nhìn qua tiêu khất bóng lưng thật lâu không có nhúc nhích qua nửa ngày, nàng mới trở lại tiêu lệnh diễn bên người. Ngày thứ hai, tiêu khất ngay tại trên đại điện ban bố ý chỉ, đem sầm hàng xương cùng mấy cái sầm gia đang cầm quyền người hoặc điều nhiệm hoặc biếm trích. Sầm gia người thất kinh. Tán hướng về sau, sầm phu nhân vội vàng tiếng cung cầu kiến sầm quý phi, sầm hàng xương thì thẳng đến an vương phủ, đem ý chỉ hoàng thượng nói cho tiêu lệnh phổ. Vương gia, sầm gia một mực toàn tâm toàn lực phụ tá tại ngài, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Hiện nay sầm gia quyền lực bị hoàng thượng thu hồi, ngài có thể hay không hướng hoàng thượng cầu tình, để hắn thả sầm gia một ngựa. Thái tử, Minh Vương nhất hệ là phạm tội mới bị xét xử. Ngài cùng Tề Vương lại không có phạm sai lầm, vì sao muốn trừng phạt sầm gia? Cái này không công bằng. Tiêu lệnh phổ từ lúc ngày ấy ngón tay bị gọt liền dị thường trầm mặt, người cũng biến thành có mấy phần u ám. Thẳng đến tiêu lệnh diễn trúng độc hôn mê, hắn bởi vì mong nhớ đệ đệ tính mạng, nhất lên việc này lúc mặt có vẻ u sầu, lúc này mới có hai phần sinh khí. Sầm gia sự tình, sầm quý phi thấy rõ ràng, hắn tự nhiên cũng rõ rõ ràng ràng. Hắn nói, cửu cửu, ngươi trước kia tranh quyền là vì ta. Hiện nay ta biến thành dạng này, tiểu ngũ cũng co quắp trên giường, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được đây này. Nhìn xem những cái kia bị xét nhà lưu vong gia tộc, chúng ta dạng này đã là may mắn ngươi không bằng thấy nước xiết liền lui, có lẽ còn có thế toàn bảo đảm sầm gia nhất tộc. Đạo lý thịnh cực tất suy, ngươi so ta hiểu. Chương 749, khuyên nhũ. Trong cung, sầm quý phi cũng như thế khuyên sầm phu nhân. Nói xong nàng lại nói, tẩu tẩu, chúng ta nữ nhân, không phải liền là hy vọng người nhà bình an, mỹ mãn sao? Hiện tại cho dù ca ca không có ở lúc đầu quan chức bên trên, thì tính sao? Trong nhà cũng không ăn ít thiếu mặt, còn thiếu bị hoàng thượng xét nhà nguy hiểm theo ta thấy đây là công việc tốt coi như hắn không tại những cái kia vị trí bên trên ca ca vẫn là an vương cùng tề vương cửu cửu ta cũng vẫn còn sầm gia nên hưởng thụ vinh hoa phú quý một chút cũng không thể so trước kia thiếu ca ca còn có cái gì không thỏa mãn đây này sầm phu nhân thở dài nói xác thực như thế làm nữ nhân nàng là không có giả tâm gì bất đắc dĩ sầm gia nam nhân không phải nghĩ như vậy Mặt khác, chọn sầm gia nữ cho tiểu ngũ làm trắc phi sự tình, vẫn là để ca ca bỏ đi suy nghĩ đi. Không nói tiểu ngũ như bây giờ, chính là hắn tốt, hôn sự của hắn cũng phải từ hoàng thượng làm chủ. Sầm quý phi nắm chặt sầm phu nhân tay, mặt mũi tràn đầy chân thành, tại trận này phản loạn lúc, hoàng thượng bị các con gây thương tích, cảm xúc một mực không tốt, đều là cây khô tiên sinh đang an ủi hắn. Kê biên tài sản tội quan phương mặt, lại bộ thượng thư ngô đại nhân cũng phát huy tác dụng cực lớn lúc này sầm da cứng rắn nhét người cho tiểu ngũ làm trắc phi còn muốn cùng biết hơi lên vào cửa đây không phải đánh cây khô tiên sinh cùng ngô đại nhân mặt sao bao nhiêu thế gia đại tộc đều đổ xuống sầm da hiện tại còn chỉnh chỉnh tề tề đứng ở chỗ này vẫn là hoàng thượng xem ở ta cùng hai cái hoàng tử trên mặt nhưng nếu như gây cây khô tiên sinh lão nhân gia ông ta tại trước mặt hoàng thượng méo mó miệng ngô thượng thư ở phía sau làm một phần lực ngươi cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào sầm quý phi kiểu nói này sầm phu nhân liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng là sầm bội tuyền thân sinh mẫu thân. Kỳ thật nàng là không nguyện ý nhất nhìn thấy sầm gia nữ gả cho tiêu lệnh diễn làm trắc phi. Về sau tiểu ngũ thật có cơ hội leo lên hoàng vị, thập nhị nương kia một chi cuộc khởi, bọn hắn cái này một chi liền phải thoái vị, phải xem sắc mặt người sinh hoạt. Nàng tình nguyện làm đầu gà, không nguyện ý làm đuôi phượng. Yên tâm, ta sẽ trở về thật tốt khuyên nhủ lão gia. Nàng nói sầm quý phi gật gật đầu lại nói tuyền tỷ nhi luôn luôn hiếu thắng tâm cao khí ngạo nàng trước kia đối đãi triệu biết hơi thái độ cũng không tốt tẩu tẩu ngươi khuyên nhủ nàng thân huynh đệ hai chị em dâu chính mình cũng không cùng người một nhà thân cận ngược lại đẩy ra phía ngoài như vậy sao được chứ vạn thọ tiết ngày ấy náo mâu thuẫn thời điểm sầm phu nhân thế nhưng ở đây nhìn thấy triệu biết hơi là cái lợi hại hạng người mình nữ nhi là cái gì tính tình nàng lại quá là rõ ràng nàng liên tục gật đầu nương nương yên tâm ta nhất định thật tốt khuyên nàng đứa nhỏ này từ nhỏ bị ta cùng nàng cha làm hư không hiểu chuyện hiện tại cũng là làm nương người cũng nên bắt đầu hiểu chuyện đến sầm quý phi biết cái này sự tình nói đến đây liền có thể lúc này không giống ngày xưa coi như sầm bội tuyền mình không rõ cha nàng nương cùng lão nhị cũng sẽ để nàng minh bạch nàng mỉm cười bưng trà tiễn khách sầm phu nhân từ trong cung ra tới chưa có về nhà mà là thẳng đến An Vương Phủ. Mẹ, ngài làm sao tới rồi? Sầm bội tuyền chính lười biến ngồi ở trong sân phơi nắng. Đi, đi vào nhà, nương có chuyện nói cho ngươi. Sầm bội tuyền nhưng lại không động đậy, nói, không có việc gì, ở chỗ này nói đi. Sầm phu nhân nhìn nàng bộ dạng này, thở dài, đành phải hạ giọng nói, An Vương Điện Hạ khá hơn chút nào không? Cảm xúc vẫn là như vậy sa sút Sầm bội tuyền lông mày liền nhíu lại, bực bội nói, ngài hỏi cái này làm gì? Còn có thế? Làm sao tốt? Trước kia tiêu lệnh phổ muốn đoạt đích, muốn dựa vào sầm gia lực lượng, cho nên còn đuổi theo hoa tâm phí dỗ dành sầm bội tuyền. Nhưng bây giờ hắn đoạt đích vô vọng, không cần đến sầm gia lực lượng. Lại thêm chính hắn từ trên trời rơi xuống dưới mặt đất, tâm tình cực kém, tự nhiên lười nhắc lại ứng phó sầm bội tuyền cái này mình không thích nữ nhân. Chỉ là chính hắn không phải cái yêu thích nữ sắc, sầm bội tuyền tốt xấu mang con của hắn, bởi vậy hắn cũng không có gì quá mức ngôn luận, tiến đến bên người nha hoàng hắn cũng không có dính, chỉ là không yêu phản ứng sầm bội tuyền. Chỉ chỉ là dạng này, sầm bội tuyền đã chịu không được. Sầm phu nhân thấy thế, biết là chuyện gì xảy ra về sau, thật tốt khuyên bảo nữ nhi một phen. Nói nàng đem sầm gia người bị gián chức sự tình nói một lần, nói, nếu như tề vương có thế khôi phục, về sau hắn liền có hy vọng leo lên vị trí kia mặt khác triệu biết hơi mình cũng không phải không có chỗ dựa, cây khô tiên sinh là cái có thể chi phối hoàng thượng ý nghĩ người. Nếu là hắn đối chúng ta sầm gia bất mãn, tùy ý nói hai câu, lại bộ ngô thượng thư lại cử động động tay chân, cha ngươi thúc thúc của ngươi bọn hắn coi như không phải bộ dáng như hiện tại. Ngươi đoạn thời gian trước liền không nên nhằm vào triệu biết hơi. Hiện tại chúng ta sầm gia không lớn bằng lúc trước, an vương lại dạng này, ngươi nếu là lại học không được cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ta nhìn về sau ngươi cũng đừng đi ra ngoài miễn cho gây tai họa một hồi ta tự mình đi cùng an vương nói một chút sầm bội tuyền trước kia còn có chút không cam tâm nghe xong mẫu thân lời này giật nảy cả mình vội vàng nói mẹ ngài chớ cùng vương gia nói ta không đi trêu chọc triệu biết hơi còn không được sao không riêng không thể trêu chọc còn muốn cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ sầm phu nhân nghiêm túc nói đừng quên an vương hiện tại cũng không cần dựa vào sầm gia nếu là hắn đối ngươi bất mãn muốn vắng vẻ ngươi đạp thiếp sủng những nữ nhân khác ta cùng cha ngươi là không giúp được ngươi một tay ngươi cô cô đối ngươi nhằm vào triệu biết hơi sự tình cũng rất bất mãn sầm bội tuyền xoắn xoắn trong tay khăn bất đắc dĩ nói tốt a à, ta đều nghe ngài sầm phu nhân biết nữ nhi nuông chiều chút lại không phải cái không có đầu óc lúc này là nhất thời không chịu nhận đợi nàng nghĩ rõ ràng liền biết như thế nào làm nghĩ tới đây nàng thở vào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Nếu không thật làm cho An Vương thuận thuận lợi lợi đăng cơ làm hoàng thượng, nàng nữ nhi này làm hoàng hậu, lấy nàng cái này tính tình, tất nhiên muốn dẫn xuất sự cố tới. Mà tiêu lệnh phổ làm hoàng đế, đoán chừng cái thứ nhất liền phải suy yếu sầm gia thế lực. Sầm bội tuyền chính là hắn một cái cực tốt lấy cớ. Hắn chỉ cần thiết cái cục hạ cái bộ, dẫn tới sầm bội tuyền tới nhảy vào, tái phát làm, phế hậu chèn ép sầm gia là đủ sầm gia cùng nữ nhi cùng nó rơi xuống tình trạng như vậy nàng cảm thấy còn không bằng như bây giờ tốt triệu như hy nơi đó nàng cũng không quan tâm sầm gia cùng sầm bội tuyền những sự tình này bởi vì nàng biết hoàng thượng sẽ không bỏ qua sầm gia một khi sầm gia mất thế tiêu lệnh phổ lại thành tàn phế sầm bội tuyền cũng không có ngạo khí tư bản mặt khác dựa vào hoàng thượng đối với sầm gia kiên kỵ tiêu lệnh diễn đối nàng tình ý sầm gia muốn đem nữ hài nhi đúc cho tiêu lệnh diễn làm trắc phi sự tình cũng là sẽ không thành công. Cho nên nàng căn bản là cái gì không được hoa điểm tích lũy để hệ thống đi nghe ngóng sầm gia sự tình. Khoảng thời gian này nàng trừ đi trong cung bồi bồi tiêu lệnh diễn, luyện thêm tranh chữ họa, chính là nhìn lão phu nhân cùng chu thị chuẩn bị cho nàng các loại đồ cưới. Mặt khác còn tượng trưng tại chu thị cho nàng chọn tốt áo cưới bên trên theo hai châm. Triều đình dần dần khôi phục bình tĩnh, tiêu lệnh diễn cũng cho đám người một kinh hỷ, hắn sẽ mở miệng nói chuyện. Chương 750, Thành Thân Tiêu lệnh diễn một hồi mở miệng nói chuyện, tiêu cất liền cùng hắn thương lượng lên thành thân thời gian cùng địa điểm tới. Tiểu ngũ, mấy ngày nữa chính là nguyên lai lễ bộ cho ngươi chọn định thành thân thời gian. Đối với cái này sự tình ngươi là thế nào nghĩ? Muốn trì hoãn vẫn là chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Liền chiếu. Nguyên kế hoạch tiến hành. Tiêu lệnh diễn tận chức tận trách trang phục lấy mới vừa vặn khôi phục nói chuyện công năng bệnh nhân. Tiêu khất gật gật đầu, lại nói, coi như thành thân, ta đề nghị ngươi vẫn vẫn là ở tại trong cung. Bệnh tình của ngươi mới vừa vặn chuyển biến tốt đẹp, chuyển ra cung đi, an toàn bên trên không chiếm được bảo hộ. Ngươi cũng đừng quên, ngươi chính là tại tề vương phủ trúng độc. Từ trước phép tắc, hoàng tử thành thân sau liền sẽ đến ngoài cung xây phủ, không còn lưu tại trong hoàng cung chỉ có thái tử khả năng lưu tại đông cung tiêu khất để tiêu lệnh diễn trong cung thành thân một là vì an toàn của hắn suy nghĩ thứ hai cũng là coi hắn là thành dự bị thái tử chỉ cần hắn khỏi bệnh liền có thể lập tức lập hắn làm thái tử hắn ở lại trong cung chính là đạo lý hiển nhiên sự tình không cần chuyển đến dọn đi như vậy phiền phức không không cần vẫn là tại tề vương phủ thành thân đi tiêu lệnh diễn nói phụ hoàng yên tâm ta sẽ gấp rút hộ vệ. Ở tại trong cung, triệu như hy ra tiếng đều không tiện, hơn nữa còn phải mỗi ngày đi bà bà trước mặt thần hôn định tĩnh. Tiêu lệnh diễn đau lòng triệu như hy, đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay bưng lấy cũng không kịp, nơi nào chịu dạng này ủy khuất nàng. Bởi vì điểm này, thái tử vị trí hắn đều không nghĩ sớm như vậy ngồi lên. Vì cái gì? Cho ta cái lý do. Tiêu khất nói. Phụ hoàng, ta biết ý của ngài nhưng ta hiện tại thân thể dạng này muốn khôi phục còn không biết lúc nào nếu là một năm hai năm ba năm bốn năm đều không có khôi phục đâu hắn nghĩ nghĩ một chút thở trong chốc lát khí còn nói thêm đến lúc đó ngài lại để cho ta chuyển ra ngoài cung trong lòng ta khó chịu ngài cũng không dễ chịu đúng hay không chẳng bằng ngay từ đầu liền ở tại ngoài cung nhìn xem thân thể ta tình huống lại nói còn nữa nếu như có người có tâm mặc kệ là trong cung vẫn là ngoài cung muốn cho ta tại trong dược thêm điểm liệu đều không khó. Ngoài cung còn tốt, ta dùng đều là người một nhà. Trong cung nhân viên tạp, một bát thuốc không biết phải đi qua bao nhiêu người tay, càng thêm khó phòng. Cho nên, vẫn là xuất cung tốt. Tiêu khất im lặng. Tiêu lệnh diễn đều nói đến điểm quan trọng bên trên. Hắn không cách nào phản bác. Thành, cứ làm theo như ngươi nói đi. Hắn nói. Hắn lại đau tiêu lệnh diễn, cũng đầu tiên là một cái hoàng đế. Hắn phải vì quốc gia suy nghĩ. Nếu là tiêu lệnh diễn một mực không có cách nào khôi phục, hắn tất nhiên cần phải khác bồi dưỡng thái tử, đem tiêu lệnh diễn chuyển xuất cung đi. Cùng nó khi đó tổn thương nhi tử tâm, cũng lộ ra hắn bạc tình bạc nghĩa, chẳng bằng ngay từ đầu cũng đừng ở tại trong cung. Thành thân địa điểm định ra, lễ bộ quan viên đi tề vương phủ quét dọn cùng trang trí một phen. Tiếp qua mấy ngày, hôn kỳ liền đến. Khác nàng dâu mới gả thành thân ngày hôm đó đã hưng phấn lại thấp thỏm dù sao muốn gả nhập một cái gia đình xa lạ đi ứng đối không có quan hệ máu mủ một đám người triệu như hy căn bản là không có cái này phiền não nàng cùng tiêu lệnh diễn quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa thành thân sau nàng cũng không cần cùng công công bà bà đại bá chị dâu ở cùng một chỗ toàn bộ tề vương phủ liền nàng cùng tiêu lệnh diễn hai cái chủ tử tự do tự tại không bị ràng buộc nàng ở nơi đó muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn ngủ tới khi nào liền ngủ đến lúc nào, thời gian trôi qua so tại tuy bình bá phủ còn muốn tự tại. Cho nên một ngày này nàng mười phần bình tĩnh làm cái sợi dây móc nối con rối gỗ, tùy theo lão phu nhân cùng chu thị các nàng giày vò, để toàn phúc người chỉ toàn mặt, đổi áo cưới, mình hóa một cái đạm trang, tại trong vòng thời gian quy định bên trên lễ bộ phái tới cổ kiệu, tới trước trong cung. Hành lễ, lại cùng nhất tại cổ kiệu bên trên tiêu lệnh diễn bái đường, bị cùng một chỗ đưa về tề vương phủ. Làm tê liệt nhân sĩ, tiêu lệnh diễn cái này thân liền kết phải càng thêm bớt lo, chỉ là bái đường thời điểm ra tới lắc lư một chút, liền cùng Triệu Như Hy cùng một chỗ được đưa về tề vương phủ động phòng. Triệu Như Hy đem trên mặt trang gỡ về sau, nhìn xem nằm ở trên giường tiêu lệnh diễn, cười hít mắt nói, thành thân động phòng, vui vẻ đi cao hứng A. Đáng tiếc A, người nào đó chỉ có thể nằm ở nơi đó, cái gì cũng không thể chơi. Nói, Nàng duỗi ra ma trảo, tại Tiêu Lệnh Diễn kia tám khối cơ bụng bên trên sờ soạn một cái. Tiêu Lệnh Diễn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, triệu Như Hi ngươi có hay không tâm? Ngươi lại kích ta, ta ngày mai liền đứng lên ngươi tin hay không? Nhưng ngươi bây giờ đứng không dậy nổi a, à, ông không được ta cũng thân không được ta, ha ha ha, thật sự là đáng thương a. À. Triệu Như Hi trên mặt của hắn thu một hơi, đứng dậy hướng ra phía ngoài hô, bày cơm. Nàng hôm nay kỳ thật cũng không có bị bị đói giấu rất nhiều điểm tâm nhỏ tại hai bên tay áo trong túi. Cái này cho thấy mùa đông thành thân chỗ tốt đến. Mùa hè quần áo đơn bạc, hướng trong quần áo giấu điểm tâm rất dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng mùa đông xuyên được dày, liền không có cái này phiền não. Thanh phong tiến đến, đổi xưng hô, vương phi, nô tỳ tại. Ta muốn ăn mỡ bò tê cây lửa nhỏ nồi, ngươi để phòng bếp làm ra. Triệu như hy phân phó nói. Cái này thanh phong khó xử trong triều lý qua tuy nói tề vương điện hạ chỉ có thể ăn đặc chế đồ ăn không thể cùng người bình thường đồng dạng ẩm thực nhưng cô nương ở trước mặt hắn ăn uống thả cửa còn ăn loại vị đạo này nồng đậm đồ ăn thật được chứ không kết hôn trước tề vương điện hạ cũng sẽ không nghĩ đến thế đạo sẽ trở nên gian nan như vậy à cô nương thanh phong tiến đến triệu như hy bên tai nhỏ giọng nói quý phi nương nương phái tới ma ma còn ở nơi này không có trở về phục mệnh đâu ngài xác định hiện tại muốn ở chỗ này ăn mỡ bò tê cây lửa nhỏ nồi triệu như hy cau mày một cái nàng sao còn chưa đi chẳng lẽ còn nghĩ thường trú tề vương phủ hay sao nếu như tiêu lệnh diễn thân thể khỏe mạnh sầm quý phi phái tới ma ma ở lại đây nàng còn có thể hiểu được buổi sáng ngày mai muốn bắt nhiễm vết máu lụa trắng trở về phục mệnh nha nàng mặc dù hai đời bằng thực lực độc thân đến bây giờ nhưng cũng là nhìn qua không ít tiểu thuyết nàng hiểu nhưng bây giờ tiêu lệnh diễn rõ ràng là có kia tà tâm cũng làm không được a à, trong cung đến ma ma ở lại đây là cái gì ý tứ nàng hiện tại cũng là có lão công người có vấn đề tự nhiên đi tìm lão công giải quyết thế là nàng đi đến bên giường đem ma ma sự tình cùng tiêu lệnh diễn nói ngươi phái người gọi nàng tiến đến tiêu lệnh diễn nói triệu như hy gật gật đầu vậy ta đi sát vách ăn lửa nhỏ nồi giữa mùa đông lại dày vào một ngày Nàng hiện tại muốn nhất chính là ăn nóng hổi thơm ngào ngạt lửa nhỏ nồi. Thoải mái. Tiêu Lệnh diễn ánh mắt lại một lần nữa bi phẫn, triệu như hi ngươi không có tâm. Vậy ngươi nói làm sao xử lý a? À? Ngươi không thể ăn đồ vật, cũng không thể không để ta ăn đi. Sau khi kết hôn qua thời gian còn không bằng trước khi kết hôn, ta gả ngươi có cái gì dùng? Không được đến phân phó còn không có đi ra thanh phong. Thành thân cùng ngày, cùng mình Vương gia tướng công nói loại lời này trong thiên hạ đại khái là chỉ có nhà nàng cô nương một người đi cái này cái gì hiếm thấy đây là nghĩ nghĩ nàng lui lại mấy bước trực tiếp rời khỏi gian phòng dù sao cô nương có dặn dò gì hôn một tiếng nàng liền nghe được vẫn là đừng chày ở đây nghe loại này hủy tam quan đi